Ok, bắt đầu rồi. Cảm ơn mọi người đến đây. Thì Dương sẽ giải thích một chút về cái khái niệm này. Nhưng mà trước khi giải thích thì Dương cảm nhận là đang mong muốn rút một lá bài đó để xem tiếp nhận là cái thông tin cho cái buổi ngày hôm nay là gì. Em chào chị Quyên. Chào. Chào. Nhìn Dương xinh quá. Cảm ơn chị. Mọi người ạ, xin chào. Rồi, bây giờ thì em sẽ rút một lá bài nhá. Và cái thông điệp của cái lá bài này sẽ là cái mà mọi người cần và mong muốn là mình có sự bảo bảo hộ. Okay, có một lá bài. Đây, cho mọi người xem nhé. Có thể là bắt đầu hít thở và cảm nhận. Mọi người nhìn rõ chứ? Ok. Thông điệp của lá bài này đó là lắng nghe và nhìn cuộc sống. Chúng ta có thể lựa chọn nhìn cuộc sống qua ánh sáng của nó. Ta có thể lựa chọn nhìn nhận từng tia sáng của cuộc sống và đón nhận cuộc sống với nụ cười đến từ sâu thẳm, từ tâm bên trong của mình. Nhìn nhận cuộc sống qua đôi mắt hồn nhiên, qua trái tim tinh khiết. Mặt trời chiếu rọi và cả bản thân ta, cả tâm của ta cùng tỏa sáng. Các bạn, ngay từ bây giờ, ghi nhận sự tỏa sáng của mình như thế nào? Tiếp cận đến ánh sáng của mình, của thế giới này như thế nào? Đó là lựa chọn của các bạn và các bạn có thể lựa chọn. Tập trung và nhìn vào ánh sáng đó, ghi nhận ánh sáng đó ngay từ bây giờ. Có những người có thể sẽ nghĩ rằng cuộc sống đầy đau khổ, khó khăn. Nhưng các bạn có thể lựa chọn một cuộc sống mà các bạn luôn cảm nhận sự thanh thoát, tinh khiết, sáng rực và ấm áp của mặt trời. Hãy lựa chọn cho mình ngay bây giờ. Ok, cảm ơn các bạn. Tất cả mọi người đều là những tia sáng của cuộc sống. Rồi thì Dương sẽ chia sẻ màn hình. Lần này là thì Dương Ok, các bạn nhìn thấy màn hình của Thùy Dương chứ? Đây, có chuẩn bị một chút. Đây thì này các bạn có thể là sẽ xem lại trên YouTube đó. Nếu mà cần thì lên trên YouTube của Thùy Dương. Buổi này thì được ghi hình và đăng lại, cho nên là nếu mà bạn không đồng ý thì tất nhiên là vẫn có thể rời khỏi nhóm Zoom và xem lại replay. Buổi Zoom thì miễn phí, nhưng sau đấy thì nếu mà các bạn mong muốn thì có thể giao hạt và trả tùy tâm cho Thùy Dương, thì Thùy Dương sẽ cho đưa tài khoản sau đấy của Thùy Dương trong Zalo. Và nếu như mà các bạn không nói thì các bạn có thể tắt mic, và khi các bạn nói thì các bạn có thể bật mic để Dương có thể nghe. Dương cũng khuyến khích các bạn bật cam để có thể là tương tác một cách tích cực. Và tất nhiên trong cái buổi này thì mọi người thoải mái trao đổi nhé. Thoải mái là bộc lộ bản thân và cảm xúc của mình và đặt câu hỏi. Ok, nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ bảo Thúy Dương nhé. Rồi, mục đích của ngày hôm nay ý, thì đó là Dương mong muốn là giúp các bạn và kể cả Thúy Dương giải tỏa vấn đề từ một phần của gốc rễ. Tại sao là một phần? Tại vì thực ra gốc rễ nó rất là nhiều, đúng không? Khi mà mình nhìn cái rễ của cây ý, thì nó rất là nhiều 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 những cái nhánh. Mình
Tập trung vào một cái nhánh thì sẽ có những cái nhánh khác nhỏ hơn nữa, xa hơn nữa. Nhưng mà cái mục đích của cuộc sống này không phải là mình nhổ hết tất cả rễ, mà chúng ta dần dần đi tìm từng gốc rễ để ta khám phá cái gốc cây của cuộc đời. Đó. Vậy thì khi mà ta giải tỏa vấn đề từ một phần gốc rễ thì ta đang làm gì? Là ta đang giải tỏa ký ức mà ta đang được thừa kế. Thừa kế từ đâu? Thứ nhất là từ phả hệ. Phả hệ của ta như là bố mẹ này, ông bà, tổ tiên. Đó. Và tất nhiên sẽ có những cái người cũng sẽ nói là mình cũng có thể là có ký ức của một kiếp sống khác hoặc là của một thế giới song song. Nói chung là nó là phả hệ hay là kiếp thì cái đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là mình tiếp cận với cả cái ký ức đấy, với cả cái năng lượng đấy. Và ký ức đấy thật hay không cũng không quan trọng, vì mọi thứ nó sẽ coi như là được chỉ ra, và từ đó mình sẽ giải tỏa, mình đi từ bóng tối sang ánh sáng. Và cái lúc đó thì ta sẽ lập lại cái chương trình. Ta thay đổi ký ức khi ta thay đổi cái chương trình, và tự khắc cái cuộc sống của ngày hôm nay mình sẽ khác. Cái ký ức nó giống như một cái virus ấy, nó đặt vào cơ thể mình, thì mình đi tìm cái virus đấy, mình giải tỏa nó đi, thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó cũng vơi đi và cảm thấy nhẹ nhàng hơn một phần. Đó. Và tất cả những cái này thì ta sẽ làm theo, mình có thể gọi là kết nối với tiềm thức, hoặc là những người khác thì có thể gọi là kết nối với cả vũ trụ, hay là các thiên thần giúp đỡ chúng ta. Đó, từ vựng như thế nào thì cũng không có quan trọng. Quan trọng là có cái gì đó đang xảy ra. Mục đích của cái buổi ngày hôm nay không phải là coaching. Và cho nên là những gì mà Thùy Dương làm thì các bạn có thể là chưa hiểu, và cũng không có mục đích là để các bạn hiểu sâu và nắm bắt ngay tất cả các khái niệm. Thì Thùy Dương là làm trong cái này thì đa phần là Thùy Dương làm với cả cái cộng đồng người Pháp. Thì Thùy Dương cũng có kinh nghiệm và cũng giải tỏa được rất là nhiều những cái ký ức của mình. Cho nên là cái này thì Thùy Dương cũng khá là có kinh nghiệm. Và đây là lần đầu tiên thì Thùy Dương làm cho cả một cộng đồng của người Việt Nam mình. Còn nếu không thì mình cũng làm một phần nào đó là qua quá trình, nhưng mà cũng lâu rồi cũng chưa qua lại. Nhưng mà mình thì là chọn làm theo cái cách này. Ok. Quan trọng ấy là trong này là các bạn thả lỏng và lắng nghe nhá. Để cảm xúc đến tự nhiên. Vì khi cảm xúc trồi ra ấy, chính là cái lúc mà để nó đi ra, đúng không? Giống như là các bạn khi mà đang dọn nhà, muốn dọn nhà một cách sạch sẽ và triệt để, thì lúc đầu phải lấy rác ra, nhìn thấy cái rác rồi vứt đi. Mà nếu như mà các bạn mà dọn nhà mà chỉ là coi như là tất cả rác thì mình giấu, thì thực ra nhà cũng không phải là sạch cho lắm, đúng không? Cho nên nếu mà tự nhiên nhìn thấy rác nó trồi lên ý, thì vui vẻ hoan nghênh nó và động viên nó đi ra nhá. Bạn tưởng tượng mấy cái đống rác ấy giống như là mấy cái đứa bé nó rất là xấu xí và bẩn thỉu và hôi thối, và nó không dám đi ra ấy, thì các bạn động viên nó để nó ra, và cuối cùng nó thoát ra khỏi cái nhà của mình. Còn nếu không thì thực ra là các bạn trách là nó cứ ở đấy, nhưng mà thực ra là các bạn mỗi lần là trồi ra thì các bạn lại trách nó và bảo mày đến đây làm gì, đi ra chỗ khác, thì nó lại trốn ở trong cái nhà của mình, thì mình lại càng cảm thấy hôi thối mà chẳng hiểu tại sao, cũng là vì là mỗi lần nó ra các bạn không để cho nó đi ra. Thế cho nên là đây là cái cơ hội để cho cảm xúc có thể là được trỗi dậy một cách tự nhiên, được đón nhận một cách yêu thương vô điều kiện. Và các bạn càng thả lỏng, các bạn càng để và tin tưởng cơ thể của mình, thì điều đó nó càng dễ dàng cho các bạn. Và các bạn để từng lời nói tiếp cận đến tâm và tế bào của mình. Cái quan trọng ở đây ý, là ngoài cái việc là nhận thức, thì thực ra là bạn để cho những cái tần số của lời nói nó tác động và nó giải tỏa những cái vấn đề của các bạn đang có. Thì cái này thì là nó sẽ theo một những cái khái niệm khác liên quan đến năng lượng. Nếu như mà các bạn muốn ngủ ý, thì cứ để cho cơ thể tự nhiên nhé. Tại vì ý chí nhiều khi là đi ngủ để cho cơ thể tiếp nhận một cách khác. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, những gì cần hiểu thì sẽ hiểu. Ý chí đi ngủ, ý chí không nhớ, ý chí chưa hiểu, nhưng cơ thể nó sẽ luôn tiếp nhận và nó đang luôn hiểu.
Và nếu như mà mình đang nói một cái gì đó mà tự nhiên là cơ thể phản ứng ấy, mà ý chí không hiểu sao thì cứ để như vậy. Tại vì cơ thể là nó có những cái ký ức thì cơ thể nó biết là nó đang cần làm gì. Còn ý chí cứ coi như là giống như là đang đang ngồi xem phim, xem là cái bộ phim cơ thể của mình đang hoạt động và diễn ra như thế nào, phản ứng như thế nào nhé. Ý nghĩa của cái việc mà chúng ta đang làm như thế này ý, chính là một cái ý nghĩa về cộng đồng. Tại vì vấn đề của các bạn chính là vấn đề của Thùy Dương. Và chúng ta cùng là người Việt Nam nên chúng ta cùng chung ký ức. Những lần nào mà Thùy Dương đi sâu vào giải tỏa những cái ký ức và vấn đề của mình thì Thùy Dương nhìn thấy chiến tranh. Thùy Dương cũng nhìn thấy tất cả những cái vấn đề mà hay lo lắng bị thiếu thốn này, rồi lo lắng chết chóc này, lo lắng mình bị nguy hiểm này. Đấy là mình liên quan đến chiến tranh. Và cũng thêm nữa là chúng ta cùng chung một cái văn hóa. Cái văn hóa Việt Nam của mình ấy, thì Dương đã hiểu rõ hơn, nhất là khi mà sang Pháp thì mình biết rõ rằng cái gánh nặng nghĩa vụ là như thế nào. Mình là người Việt Nam sống ở Việt Nam, nhiều khi mình không có ý thức thực sự cái gánh nặng đó, nhưng mà cái gánh nặng đó nó tạo ra bên trong mình rất là nhiều những cái sự căng thẳng và cái việc mà mình không cảm nhận và kết nối được với thực sự với bản thân mình. Tại vì nhiều khi mình kết nối với bản thân mình mong muốn bộc lộ cảm xúc và bộc lộ chính cái con người bản chất của mình thì tự nhiên mình lại rất là sợ bị chỉ trích và nó không đi theo cái hình ảnh và mong muốn của những người xung quanh, thế là tự nhiên tạo ra một cái sự căng thẳng. Đó. Gánh nặng về nghĩa vụ này, hình ảnh, gánh nặng của cả bên người đàn ông, của cả người phụ nữ. Bên trong chúng ta đều có những ký ức liên quan đến đàn ông và phụ nữ. Thì cái này thì mình cũng sẽ có thể có cơ hội là giải tỏa. Thùy Dương sẽ không biết trước được là mình sẽ giải tỏa và kết nối với cái gì, nhưng mà tất cả những gì cần đến thì sẽ đến ngay trong lúc mà mình thiền thôi miên. Nguyên lý vận hành của cái này là như thế nào? Thực ra cái nguyên lý vận hành này là nó luôn luôn là tồn tại trong tất cả mọi thứ. Thì trong mình có thể nói là cái gì giống nhau thì hút nhau, hoặc là có nhiều người sẽ biết đến là theo cái coi như là lực hấp dẫn chẳng hạn đó. Và cái này có nghĩa là những gì mà tôi đang gặp phải thì là đang nói về bản thân tôi. Nếu tự nhiên là mình đang trách là cái người kia chẳng hiểu gì mình đó, thì thực ra cái người kia đang không hiểu gì mình cũng đang nói về mình. Tại sao? Tại vì mình trách người ta không hiểu mình, nhưng mà mình có thể trách như vậy tại vì chính mình cũng đang không hiểu người ta. Vậy thì người kia cũng chính là phản chiếu của mình. Chỉ có điều là mình có nhận ra cái điều đấy hay không. Và chừng nào mình chưa nhận ra cái điều đấy, chừng nào mình chưa nhận thức và chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra đến với mình, đó là do mình tạo ra, thì mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại để các bạn đến một ngày có thể hiểu và kết nối với cái vấn đề thực sự của mình, với cái gốc rễ của mình. Cái mà tôi cảm nhận là cái người kia cảm nhận, nhưng mỗi người đều thể hiện cái điều đó một cách khác nhau. Các bạn nên nhớ cái điều này. Tại sao? Vì chúng ta đều giống nhau. Chúng ta rốt cuộc đều có mong muốn được cảm thấy an toàn. Rốt cuộc đều mong muốn được cảm thấy yêu thương. Nhưng mà cái cách thức, cái niềm tin của chúng ta nó lại khác theo cái trải nghiệm của mình. Có những người sẽ coi là an toàn nếu như mà tôi một mình, vì tôi coi những cái người xung quanh đó là một nỗi lo ngại, một nỗi nguy hiểm. Tại sao? Vì tôi không thể chịu đựng được khi người ta đánh giá tôi và tôi cảm thấy là ai cũng đánh giá tôi và tôi không bao giờ được chấp nhận, nên tôi thích được một mình, đó là an toàn. Nhưng sẽ có người cảm thấy an toàn khi sẽ có rất là nhiều bạn bè ở xung quanh. Và những cái lúc nào mà họ một mình thì họ cảm thấy thật là cô đơn và họ cuối cùng lại phải đi ra ngoài và đi tìm những cái những người bạn bè để cảm thấy an toàn. Và chúng ta rốt cuộc thì cũng mong muốn được cảm thấy yêu thương. Thì cái nghĩa yêu thương này thì nó nhiều khi nó lại thể hiện một cách khác nhau. Ví dụ như người mẹ yêu thương con thì Việt Nam mình hay nói là yêu cho roi cho vọt mà, đúng không? Cho nên người mẹ muốn con trưởng thành, cứ đánh cho con thật đau để cho con hiểu rõ bài học và nghe lời mẹ. Và vì người mẹ tin rằng là mẹ làm như vậy thì tốt cho con vì mẹ yêu thương con. Nhưng người con thì lại không hiểu cái điều này.
nghe thấy người mẹ mắng, nghe thấy người cảm thấy người mẹ đánh mình đau quá, mình không hiểu, mình cảm thấy tủi thân và tự nhiên nói mẹ chẳng thương mình. Thế nhưng mà nếu chúng ta đi ra xa đằng sau tất cả những cái này thì chúng ta hiểu rằng mẹ thương mình và thực ra mình cũng thương mẹ. Nhưng cái cách thể hiện nó lại khác nhau. Khi các bạn nhớ cái điều này thì cái lúc mà các bạn gặp một cái vấn đề thì các bạn hãy tự hỏi là cái người đó tin vào điều gì mà lại làm như vậy? Cái người đó, cái nhu cầu an toàn và yêu thương của họ được thể hiện như thế nào? Và khi chúng ta kết nối với điều đó, chúng ta cảm nhận rằng người đó thực sự cũng đang tổn thương như mình, thì tự nhiên cái mà người ta cho mình một cách gọi là nhiều khi mình cảm thấy rất là bất công, rất là bạo lực, thì tự nhiên mình thấy thương họ. Tại vì sao? Tại vì ta không thể cho đi những gì ta chưa nhận được, và ta chỉ có thể cho đi những gì ta đã nhận được. Có nghĩa là nếu như một người đưa cho bạn một cái gì đó rất là bạo hành, rất là vô lý, rất là quá đáng, làm cho mình tổn thương, thì thực ra người đó cũng chỉ biết cho cái điều đấy thôi, vì họ không biết nhận, họ chưa được nhận một cái thực sự cái yêu thương và cảm thông là như thế nào. Và bạn thì cũng có một cái gọi là ký ức nào đó để cho người ta cho bạn cái phần bạo lực đấy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cần hiểu rằng là vấn đề và cảm xúc xuất hiện là để được giải thoát vì ta có khả năng đó. Có rất là nhiều người luôn than thở và nói rằng là tôi không hiểu tại sao cuộc đời tôi khó khăn rồi, bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu chuyện rồi, lên xuống này nọ. Thế nhưng mà hoặc là có những người bảo cảm xúc dâng trào mà không thể hiểu tại sao. Đó. Thứ nhất nhá, nhiều khi mà cảm xúc dâng trào mà không thể hiểu tại sao, mặc dù tôi nghĩ cái điều này nhưng không hiểu là không là tại sao là tôi không thể nào mà kiềm chế được cái cảm xúc của tôi, thì đối với Thùy Dương 100% cái vấn đề đó nó liên quan đến cái ký ức của chúng ta, thậm chí không phải ở trong cái đời này mà ở trong những cái phả hệ trên, và nó lặp đi lặp lại, và ta cảm nhận cái điều đó một cách mạnh mẽ vì ta có khả năng giải thoát nó nên nó mới xuất hiện. Bản thân Thùy Dương thì cũng có những cái cảm nhận cực kỳ mãnh liệt về cảm xúc, và khi mà thả lỏng và biết cách coi như là để cho cảm xúc nó đi thì nó rất là coi như là phê đó. Thì các bạn nên nhớ rằng là đấy là lời khuyên của Thùy Dương và theo cái trải nghiệm của Thùy Dương nhé. Những gì mà ta cảm nhận, suy nghĩ thì thường đến từ một chương trình được cài đặt bởi một cái ức, và đó không phải là ta. Nhiều khi thì cũng giống như là Thùy Dương hồi trước ấy, gặp một vấn đề và ta sống cái vấn đề đó một cách rất là thật. Ví dụ như là tôi luôn luôn là lo lắng, rồi tôi luôn luôn là cảm thấy bực tức và cái cảm xúc nó đến cảm thấy rất là thật mà. Nhưng mà cái cảm xúc đó không phải là bản chất của mình. Nhiều khi ta luôn nói tôi là một người nóng tính, tôi là một người bao dung, tôi là người thế này, tôi là người thế kia. Nhưng cái tôi là người thế này thực ra nó một phần nào đó chỉ là ảo tưởng, vì nó vẫn là một cái chương trình được cài đặt bởi một ký ức, và đó vẫn chưa phải là ta. Đó, chừng nào mà ta còn muốn định nghĩa bản thân thì chừng đó ta vẫn chưa phải là mình. Bản thân của mình không cần định nghĩa và ta cũng chẳng cần định nghĩa làm gì. Đó. Và chúng ta thực ra đều là những diễn viên cực giỏi, nhưng quên đi mình là diễn viên. Có nghĩa là sống tự nhiên trải nghiệm một cái trải nghiệm cực kỳ là khó khăn, đau khổ, và chúng ta diễn cực kỳ hay cái vai diễn mà tôi đau khổ ấy đó. Nhưng mà khi mà tự nhiên ta nhớ là thực ra đó chỉ là cái cảm xúc nó trồi lên, và cái cảm xúc nó trồi lên như vậy thì tôi diễn theo cái vai cảm xúc đau khổ thôi. Và cái mà giúp cho Thùy Dương rất tốt khi mà Thùy Dương giải tỏa cảm xúc là Thùy Dương nhớ rằng cái cảm xúc đó không phải là Thùy Dương, và Thùy Dương cho cái cảm xúc đó mượn cơ thể của Thùy Dương để Thùy Dương quan sát và lắng nghe xem cái cảm xúc đó nó đang nói lên cái điều gì đó cho Thùy Dương, nó đang chỉ cho Thùy Dương cái ký ức nào nó đang cần được ghi nhận, và sau đấy thì nó cần làm gì với cơ thể của Dương
nó làm nó khóc rồi nó mặt mày nhăn 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 cái là méo mó cái thứ ok không sao kiểu như như thế này rồi tự nhiên bùng một cái nó bay đi luôn thì cuối mà nó bay đi nó biến đi một cái cách rất là kỳ diệu nhưng mà mình phải trải qua rồi thì mình mới yên tâm. Còn cái lúc mà hồi hồi xưa mà Thùy Dương không biết ý, thì những lúc nào tự nhiên là muốn khóc kinh khủng ấy thì mình cảm thấy rất là lo lắng, mình rồi ôi rồi ôi lại muốn khóc rồi, ôi rồi ôi mình lại vấn đề rồi. Thế nhưng mà cuối cùng là đó không phải là ta nhá. Mình đã đang rộng lượng cho cái cảm xúc mượn cơ thể của mình để nó được coi như là diễn vai diễn của nó. Ok. Vậy thì cách hóa giải là như thế nào? Đó là đầu tiên ta tiếp nhận lời nói từ nhận thức và yêu thương vô điều kiện. Các bạn nhớ nhá, lúc nãy Thùy Dương nói là ta không thể đưa những gì mà ta chưa nhận được. Vậy một người, một trải nghiệm mà trong đó họ thiếu cái tình yêu thương ấy và họ chỉ biết cho bạo lực thôi, thì ta đi vào trong cái ký ức đó và qua cái lời nói đến từ tiềm thức, đến từ vũ trụ, siêu nhiên, thì chính đó là những cái lời nói yêu thương, ghi nhận cái vấn đề đó và trao cái tình yêu thương đó cho cái người, cho cái trải nghiệm mà đang thiếu đi cái tình yêu thương đó. Thì tự nhiên chính là cái tần số đấy để cho mình cảm nhận, nhìn thấy và sống chính cái coi như là cái chương trình mới thì nó sẽ giải tỏa cái ký ức đó. Vì thế nên Thùy Dương có thể gọi là thiền thôi miên, bất kể nó là thiền hay thôi miên thì thực ra nó cũng chỉ là một cái cách để gọi thôi. Nó vẫn là khái niệm liên quan đến con người. Và quan trọng là ta sống, ta nghe, ta nhìn thấy một cái vấn đề chuyển từ bóng tối ra ánh sáng và từ đó ta lập trình lại ký ức. Những gì các bạn có trong đầu là những gì các bạn có trong tay. Các bạn tưởng tượng nó ra, tưởng tượng càng rõ, sống càng rõ ở trong cái câu chuyện đó và câu chuyện đó thay đổi từ bóng tối ra ánh sáng thì cái sự thật, cái chương trình của các bạn cũng thay đổi theo như vậy. Vậy thì trong cái buổi ngày hôm nay là chúng ta kết nối với tiềm thức và vũ trụ để mọi thứ thuận tự nhiên và những gì cần làm, cần nói, cần đến thì tự khắc nó sẽ đến. Ngay bản thân Thùy Dương cũng chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Thùy Dương sẽ cùng khám phá với các bạn ngay trong cái buổi này. Và sau cái buổi này, điều quan trọng đó là chúng ta biết ơn những điều mà chúng ta gặp phải, những cái vấn đề mà ta gặp phải, đó chính là cái món quà to lớn của cuộc đời để giúp chúng ta nhận thức ra nhiều điều. Và thực ra tất cả những vấn đề đến để chúng ta luyện tập yêu thương nó một cách vô điều kiện. Tôi ghét cái thằng kia, nó không công nhận tôi. Vậy thì cái vấn đề đó nó đến để tôi yêu thương cả chính bản thân tôi khi tôi không nhận được những cái sự coi như là ghi nhận. Ngay yêu thương ngay chính những cái người không ghi nhận tôi và yêu thương ngay chính bản thân tôi khi tôi không cảm thấy được ghi nhận ngay cả từ những người mà tôi yêu thương. Vì nhiều khi chúng ta là sẵn sàng, nhất là khi mà chúng ta còn là trẻ con, chúng ta sẵn sàng làm rất là nhiều thứ để được tình thương của bố mẹ, để bố mẹ ghi nhận mình là mình làm tốt. Và nếu như mà bố mẹ chưa có khen mình thì nhiều khi mình cũng thất vọng và cái tình yêu thương đấy thì mình lại không cho chính cả bản thân mình vì mình mong chờ cái tình yêu thương đó của bố mẹ đó. Thì tất cả những cái này nó đến để mình kết nối lại với cái tình yêu thương vô điều kiện đấy và từ đó ta có thể có tầm nhìn mới về cảm xúc và về vấn đề và luôn luôn nhớ ta là diễn viên và khi ta diễn thì ta nhớ ta đang là diễn viên thì nhớ là đừng có diễn quá nhập tâm nhá, hoặc ta diễn ta biết là ta đang diễn ok. Cứ để cho nó diễn hết đi, đừng bảo nó dừng lại, nhưng ta có một cái nhận thức là ta đang quan sát bản thân mình diễn như thế nào và từ cái việc mà ta nhìn chính cái bộ phim của ta đang diễn thì ta hiểu ra được rất nhiều điều đó. Và cái điều đó nó cũng giúp ta rất nhiều, đó là vì ta là diễn viên cho nên cái mà ta đang diễn nó không phải là ta, nó không nói gì đến cái bản chất của ta. Và nhiều khi khi mà ta sống ý, ta luôn muốn là diễn một vai diễn tốt đúng không? Thế nhưng khi ta biết ta diễn rồi ý, thì thực ra trong cái khái niệm của thế giới này chẳng có gì là tốt, cũng chẳng có gì là xấu. Ta chỉ đơn thuần là ta. Và ta xem một bộ phim và ta xem là à cái bộ phim này mình học được gì và ta hóa giải được cái điều gì.
Đến cuối cùng, khi ta kết nối lại với ký ức, thì ta giúp được rất là nhiều người, không chỉ bản thân mình. Vì các bạn nhớ nhé, tiềm thức của chúng ta đều kết nối, tiềm thức của chúng ta đều là một. Vì vậy, khi ta giải tỏa một ký ức của mình, thì thực ra ta cũng đang giải tỏa ký ức của những người xung quanh mình, của những người liên kết với cả cái ký ức đấy. Vì thế, cho nên là cái buổi ngày hôm nay nó mang ý nghĩa cộng đồng như vậy. Có nghĩa là một cộng một lớn hơn hai. Nghĩa là tất cả chúng ta ở đây gộp lại lớn hơn cả cái năng lượng của chúng ta đang có. Vì và chúng ta giống như là hợp sức lại, các bạn xem thủy đồng mặt trăng ấy, hợp lại và tự nhiên đánh đẩy lùi đúng không, và tự nhiên là ánh sáng là sẽ quay trở lại. Ok, đó thì Thùy Xuân đã xong cái phần giới thiệu này. Trước khi mà mình đi vào cụ thể thì các bạn có ý kiến hay là có câu hỏi gì cụ thể không? Nếu mà không thì ok, thì mình theo mình cảm nhận ý, thì là các bạn mà có một vấn đề gì cụ thể và muốn nói ra thì có thể là giơ tay, các bạn biết là có cái nút giơ tay ở trên Zoom ý. Đấy, thì các bạn ấn vào đấy thì sau đấy thì mình sẽ nói chuyện với nhau. Các bạn khác cùng lắng nghe. Và Thùy Dương sẽ từ những cái gì mà bạn nói về vấn đề của mình cảm nhận và sẽ coi như là tiếp ra cái lời nói mà mình cảm nhận được từ tiềm thức. Và sau đấy thì các bạn luôn nhớ rằng là những vấn đề của các bạn khác, nếu như mà nó được nói ra trong cái buổi này trước mặt các bạn, điều đó chứng tỏ là đó cũng là vấn đề của các bạn. Và lắng nghe cũng là các bạn đang giải tỏa chính cái vấn đề của mình. Các bạn có thể ý thức hay không ý thức, có thể hiểu cái điều Dương vừa nói hay không hiểu, không sao. Quan trọng là cơ thể của các bạn và tiềm thức của các bạn đang hiểu Thùy Dương đang nói gì. Và những gì Thùy Dương đang nói ở đây không phải chủ yếu là để cho ý thức của các bạn hiểu, mà cái chính đó là để cho tiềm thức và tâm thức của các bạn tiếp nhận những cái điều này. Ok, cảm ơn các bạn. Thì có ai muốn, à có Lan Nguyễn có giơ tay. Các bạn khác thì để mute nha. Ok, Lan Nguyễn có thể nói nè. Ừ, chào cảnh, chào các bạn. Ừ, đúng là đợt này mình đang có một cái số vấn đề mà mình không thể nào mà giải thoát ra được, và thậm chí là mình cũng đang có ý định đi gặp bác sĩ tâm lý về cái vấn đề của mình. Thì thực ra là trong cái đợt COVID này thì các bạn cũng biết rồi, Pháp nó phong tỏa rất là nhiều, và cái việc mà mình đầu tư làm ăn thì nó kéo đến sự thua lỗ rất là lớn. Tại vì mình đã có mở mấy cửa hàng ngay trước cái đợt COVID, thì vừa mới mở cửa hàng được một tháng xong thì mình bắt buộc phải đóng, và mình chịu nhiều, rất nhiều những cái phí tổn về cái cửa hàng đó. Đa phần thì cái số tiền mình đầu tư là mình đi vay mượn, cho nên hiện nay thì mình đang nói thật ra là mình như chúa chổm ấy. Thì thực ra là mình cũng rất là cố gắng để có thể để điều cân bằng lại cái điều đấy, nhưng mà thực sự thì những cái áp lực về tài chính, áp lực về nợ nần làm cho mình cảm thấy rất là căng thẳng. Mọi người bảo với mình là tại sao lại không thể đi tìm một cái hướng đi khác, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy sợ là mình không làm được, mình không làm được, hay là lúc nào nó cũng có ám ảnh mình là mình lúc nào khi mình bắt đầu vào một cái vấn đề gì đó mình rất là sợ là, hay là nhỡ không làm được thì làm sao, nhỡ mình lại là mất thêm tiền làm như thế nào. Thực sự là mình bị ám ảnh về cái việc đấy cho đến tận bây giờ, là mình cũng chưa thoát ra được cái vấn đề của mình nữa. Ok, cảm ơn Lan đã chia sẻ. Theo mình cảm nhận đi. Ok, cảm ơn Sana Võ. Những bạn nào mà có thể thì bật cam nhé, để tương tác và kết nối năng lượng nó sẽ dễ dàng hơn. Ok, theo mà mình cảm nhận đi. Điều đầu tiên đó chính là năng lượng sợ hãi. Và tất cả những gì xảy đến bên trong cuộc đời mình, đó là do năng lượng của mình tạo ra. Bên trong ta có năng lượng gì mà tạo ra cái vấn đề này? Nếu như ta làm bất kể chuyện gì,
đều tỏa ra sự sợ hãi, lo lắng xem cái điều này có được không, hay lỡ như nó xảy ra cái điều này thì sao. Thì đầu tiên, ngay cái việc ta đang làm đó là ta đang tỏa ra cái năng lượng sợ hãi đó. Ta đang đưa thông điệp cho vũ trụ: tôi sợ cái điều này xảy đến, vậy thì cái điều này nó cứ xảy đến, vì tôi đang nói xảy đến, xảy đến, xảy đến. Nói thật là dễ, khi ta bảo rằng cần thay đổi cách nhìn tích cực, thay đổi một cái nhìn khác. Nhưng cái nhìn và suy nghĩ nó là tùy theo cảm xúc của mình. Bên trong tôi có cảm xúc sợ hãi, cảm xúc cảm thấy rất là bất lực, cảm thấy rất là khó khăn. Làm gì, làm bất kể cái gì, tôi cảm thấy nó cực kỳ to lớn, nó cực kỳ khó để mà vượt qua. Và đến khi tôi làm nó rồi thì mọi thứ nhiều khi cảm giác như sụp đổ, nó không giống như tôi mong đợi, hay cảm giác người ta không hiểu tôi, không ghi nhận tôi. Cảm giác này nó đến từ một ký ức sâu xa. Nếu tôi đi lên phả hệ của người bố của mình, đi lên trên thời ông bà, đi lên trên trên nữa, có một ký ức của một gia đình nghèo, làm ruộng cật lực, và những gì tôi đang làm trong cánh đồng ruộng đều tùy thuộc theo mùa. Tất cả những gì xảy đến với tôi đều cảm thấy lo lắng. Tôi lo lắng cho gia đình của tôi, nợ nần chồng chất. Bây giờ tôi cần hiểu ra điều gì? Tôi sợ gia đình của tôi cảm thấy nghèo khó, bị chỉ trích. Cái thằng này, gia đình nhà thằng này nghèo, chẳng thành công. Tôi là con trưởng, vậy mà tôi không thể gánh được cái nghĩa vụ cho gia đình của tôi một sự giàu sang. Tôi sợ vợ đau ốm, con cái nghèo khổ, khó nhọc. Vấn đề ở đây, có thể hiểu rằng người bố này tự đặt cho mình, trên vai mình một gánh nặng. Gánh nặng về sự giàu sang, gánh nặng về hình ảnh của mình với hàng xóm, với gia đình. Và người bố đó tưởng mình nghèo và luôn luôn chạy theo cái mà ông ta chưa có. Nếu như mùa vụ bị vấn đề thì ông ta than khổ. Thế nhưng cái điều đó có nghĩa rằng ông ta chưa nhận ra sự giàu sang của mình. Mỗi lần ta than và ta sợ thiếu thốn là ta chưa nhận ra sự giàu sang của mình. Ông ta có thể nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác, cảm nhận đầu tiên sự sống của mình. Sự sống của mình là một giá trị vô biên. Sự sống của mình là một sự giàu sang. Tôi khỏe khoắn, tôi có sức khỏe để làm việc. Tôi thật là giàu và tôi thật biết ơn vũ trụ, tôi thật biết ơn cơ thể mình. Đúng là mỗi lần ông ta sợ, cái điều sợ đó chứng tỏ ông ta yêu thương và lo lắng cho những người xung quanh mình như thế nào, cho những người thân yêu của mình. Vậy thì thay vì lo lắng, ông ta có thể nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Ông ta nhìn nhận rằng sự lo lắng đó là sự thể hiện của lòng yêu thương của mình với gia đình. Và ông ta cảm nhận giá trị của tình yêu thương đó. Ông ta có thể nhìn nhận lại
và tin tưởng vào tương lai. Ông ta biết rằng chính ông ta, ngay cả những người hàng xóm và gia đình mình đang diễn một vai diễn thật nhập tâm, một vai diễn về một gia đình đang nghèo khó. Và ông ta cảm ơn cho những vai diễn này để ông ta nhận ra rằng giá trị của tất cả những gì mình đang có thật là vô biên. Và một khi ta thực sự cảm nhận giá trị này thì thực ra ta cũng chẳng cần đi tìm những cái giá trị khác. Ta không phải đi tìm sự giàu sang vì ta đang giàu sang rồi. Vậy thì câu hỏi là bây giờ chị Lan cảm thấy mình giàu sang như thế nào và ghi nhận cái điều đó như thế nào? Cái điều thứ hai đó là nỗi sợ làm hỏng mọi thứ, không làm được. Kết nối với nỗi sợ đó, em nhìn thấy hình ảnh chiến tranh của một người đang có một nghĩa vụ trong chiến tranh và sợ rằng mình sẽ không làm được, mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Và chính người đó đã có một trải nghiệm rằng người ta đã cho mình một nghĩa vụ và mình đã không làm tròn được nghĩa vụ của mình. Mình đã làm hỏng mọi thứ, gây ra chết chóc, gây ra thảm họa. Và người đó tự trách bản thân mình. Từ đó người đó luôn sợ hãi. Mỗi lần người ta cho mình một nghĩa vụ nào thì mình cảm thấy rất sợ là mình sẽ không làm được. Một cái gánh nặng rất là nặng. Kể cả mình có muốn đi trong cái nghĩa vụ đó mà sao tự nhiên cảm thấy cơ thể nặng trịch, cảm thấy thật khó khăn và khổ. Và trong cái đời này, vì ta mang cái ký ức đó thì người ngoài nhìn vào không hiểu, có mỗi cái này thôi mà tại sao lại sợ như thế, có mỗi cái này thôi mà sao lại phải nặng nề như thế. Tại vì người ta không hiểu cái gánh nặng của ký ức đó là như thế nào. Nếu kết nối lại với ký ức đó, với cái người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm, mình có thể nói rằng cảm ơn. Cảm ơn với tất cả những gì anh đã làm. Cảm ơn vì anh đã làm những gì tốt nhất có thể để cho chúng tôi có những cơ hội sống. Có thể anh chưa nhìn nhận ra và chưa hiểu cái ý nghĩa của việc mà anh làm. Cái việc mà anh làm, dù kết quả không như anh mong đợi, nhưng nó đã tạo ra những kết quả khác. Điều đó chỉ là anh chưa nhận ra và anh chưa biết thôi. Cái lòng dũng cảm của anh khi anh làm cái điều đó chính đã giúp chúng tôi có cảm hứng và nâng cao sự dũng cảm bên trong chúng tôi. Và đó là một cái điều ý nghĩa lớn lao. Anh biết không? Có những lúc từ bên ngoài ta nhìn vào và ta tập trung chằm chằm vào một kết quả mà ta mong đợi và ta không nhìn thấy nó và ta coi đó là không thành công. Ta coi đó là thất bại. Nhưng tại vì ta nhìn vào cái chỗ mà ta coi đó là không có thất bại, nhìn vào chỗ khác, nhìn vào những sự vật, sự việc khác và ghi nhận cái lòng dũng cảm mà anh tạo ra bên trong từng tâm của chúng ta, những ngọn lửa mà anh đã thắp lên khi anh làm những gì mà anh làm, thì đó là một giá trị vô biên. Nó còn cao hơn tất cả những cái kết quả mà anh đã mong đợi. Vì từ cái lòng dũng cảm đó được thắp lên mà chúng ta đã có sự dũng cảm để làm tất cả những nghĩa vụ khác, không chỉ mỗi nghĩa vụ mà anh cần phải làm. Vì vậy, tôi cảm ơn anh. Những gì anh đã làm với tất cả tâm, và tôi ghi nhận tất cả sự đau khổ, sự đau thương, tội lỗi, vì anh đã cảm giác mình đã không làm tròn nghĩa vụ. Và bây giờ tôi ghi nhận rằng anh đã làm tròn nghĩa vụ. Xin lỗi vì đến bây giờ anh mới được ghi nhận. Xin lỗi vì từ trước đến giờ cái cảm giác sợ hãi không làm được
Tôi đã trách móc bản thân, nhưng tôi lại không ghi nhận rằng đó chính là anh. Anh có thể được giải thoát. Và hãy tìm vào, hãy đi tìm lại ánh sáng nếu như anh mong muốn. Và tôi cảm ơn anh. Tôi tha thứ cho tất cả những gì tôi cảm nhận tôi sống, cho tất cả những vấn đề đã đến với tôi để tôi nhận ra điều này. Tôi tha thứ cho chính bản thân tôi. Tôi tha thứ cho những gì đến với tôi. Và tôi xin cảm ơn. Và tôi kết nối lại với tình yêu thương của cuộc sống. Xin cảm ơn. Ok. Chị Lan cảm thấy thế nào ạ? Hoặc là mọi người có comment gì không? Có cảm nhận gì không qua cái buổi, qua cái phần này? Cảm ơn Lan, thấy nhẹ nhàng hơn. Vậy thì bây giờ Lan có thể buông bỏ được, tuyệt vời. Cảm ơn Lan. Lan có thể tưởng tượng, và tất cả mọi người ở đây có thể tưởng tượng rằng mình đang ôm lấy chính đứa trẻ bên trong của mình. Mình đang ôm lấy những vấn đề của mình. Hãy ôm lấy nó. Hãy nói với nó rằng mình biết bạn đang ở đây và bạn đã tạo ra những vấn đề, những cảm xúc này trồi lên để tôi nhận ra bạn. Và các bạn hãy hít một hơi thật sâu nào. Thở ra. Hãy cảm giác mỗi lần hít vào, thở ra, năng lượng tiếp tục được chảy trôi bên trong bạn. Và các bạn thở ra những gì cần được giải thoát. Các bạn nhìn vào vấn đề, tự nhiên cảm thấy nó từ bóng tối trở thành ánh sáng. Vì đầu tiên là các bạn đã dám nhìn thấy nó. Các bạn thấy rằng nó không kinh khủng đến nỗi như mình nghĩ. Cảm thấy rằng nó đến với một món quà mà mình chưa nhận ra. Cảm ơn nó. Cũng như câu chuyện, hai câu chuyện vừa rồi của hai người đàn ông. Một người bố sống trong sự thiếu thốn và chạy đằng sau sự giàu sang, sự đầy đủ ấm áp cho gia đình. Kết nối lại vẫn là tình yêu thương vô bờ bến của gia đình mới tạo ra vấn đề này. Và chúng ta có thể giải thoát cho những vấn đề tương tự. Kết nối lại với anh bộ đội. Cảm thấy nặng nề trong nghĩa vụ của mình và tội lỗi vì mình cảm thấy mình chưa làm tròn nghĩa vụ. Thì thực ra cái cảm xúc này nó đến vì anh ta yêu thương những đồng nghiệp của mình, yêu thương đất nước của mình, nên mới có cái mong muốn, cái tâm để làm tròn trách nhiệm, để làm thật tốt những gì mình muốn làm. Và cũng như các bạn bây giờ, tất cả những vấn đề của các bạn có phải chăng cũng đến từ việc các bạn mong muốn làm thật tốt. Làm thật tốt những gì mình được trao. Làm thật tốt những gì mình tin tưởng là tốt để trao đi giá trị cho cuộc sống này, để cho những người mình yêu thương cũng được ấm áp, no đủ, hạnh phúc. Bất kể kết quả là gì, hãy kết nối với tình yêu thương và mong muốn. Mong muốn này nó kết đến từ tình yêu thương của bạn cho những người xung quanh. Đến từ việc các bạn cũng mong muốn được ghi nhận. Ghi nhận là mình làm tốt. Vì các bạn có thể tin rằng nếu được người khác ghi nhận là mình làm tốt thì mình đang làm người tốt và mình thực sự đang làm điều tốt cho người xung quanh. Thế nhưng các bạn ơi, bất kể các bạn làm gì, các bạn vẫn đang làm tốt công việc của mình. Mỗi người đều có một chỗ đứng riêng của mình, đều có một nghĩa vụ riêng của mình. Một người vô tình
làm điều xấu mà cái mà ta cho là xấu, nếu ta nhìn theo một cái khía cạnh khác thì nhờ cái việc đó nó tạo ra một cơ hội để cho cái điều khác nó xảy đến. Cho nên việc ta nhìn đó là tốt hay xấu nó luôn tùy theo cái khía cạnh mà các bạn nhìn, tùy theo các bạn nhìn tầm xa hay hẹp như thế nào. Và đến một lúc khi các bạn hiểu rằng tất cả đều là thuận tự nhiên theo quy luật của thế giới và vũ trụ, tất cả những gì các bạn làm đều là đúng. Các bạn hít một hơi thật sâu và thở ra. Các bạn ôm lấy vấn đề của mình, các bạn ôm lấy những đứa trẻ bên trong của mình và cảm ơn nó. Hãy vuốt ve nó. Và các bạn có thể nhắc lại với mình: cảm ơn bạn. Rất tốt. Các bạn hãy nói với nó: xin lỗi bạn. Xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi đã đánh giá bạn. Xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi cũng đang đánh giá chính bản thân tôi. Xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi chưa biết cách yêu thương bản thân tôi vô điều kiện. Xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi chỉ mong là có ai ghi nhận tôi. Tôi chỉ mong chính bản thân tôi ghi nhận tôi là tốt, để tôi mà có thể yêu thương thực sự bản thân mình. Và vì ta chưa biết cách, và cũng vì ta ghi nhận rằng ta đã làm tốt nhất có thể, nên ta có thể cảm ơn. Cảm ơn chính đứa trẻ bên trong của mình. Cảm ơn chính bản thân mình. Cảm ơn vấn đề đã đến với mình để mình hiểu ra được điều này và lựa chọn yêu thương chính vấn đề này. Yêu thương được chính vấn đề chính là yêu thương được chính bản thân mình khi chúng ta có chính cái vấn đề đó. Cảm ơn bạn đã đến với tôi và tôi yêu thương bạn. Vuốt ve lấy đứa trẻ bên trong, ôm lấy nó, hôn lấy nó và nói rằng: tôi thương bạn, tôi yêu bạn. Tôi yêu tôi. Chỉ khi ta nhận được tình yêu thương vô điều kiện đó thì ta mới có thể cho đi được. Nếu bạn yêu thương những người xung quanh bạn, mong muốn trao cho họ đầy tình yêu thương, những sự ấm áp, giàu có, thì các bạn hãy cho mình đầu tiên nhận để có thể cho đi. Hít một hơi thật sâu, thở ra. Cảm thấy tâm bên trong càng ngày càng bình an. Cảm thấy đứa trẻ bên trong dần dần bình an. Và bất kể nó đang nói gì hay thể hiện gì, thì hãy ôm lấy nó và nói: rất tốt, hãy tiếp tục thể hiện đi. Dù bạn là ai, dù bạn làm gì, dù bạn có như thế nào, bạn không cần phải chứng minh điều gì cho mình hết và bạn luôn được yêu thương. Tôi luôn được yêu thương bất kể tôi là ai. Các bạn có thể nhắc lại điều này. Tôi luôn được yêu thương bất kể tôi là ai. Tôi luôn được yêu thương bất kể tôi làm gì. Các bạn có thể nhắc lại. Rất tốt. Tôi luôn được yêu thương bất kể kết quả là gì. Các bạn có thể nhắc lại. Và các bạn hãy ôm lấy chính bản thân mình và nói rằng: tôi luôn được yêu thương vô điều kiện. Và cảm nhận qua hơi thở của mình,
Khi các bạn hít vào, các bạn đang cảm nhận tất cả tình yêu thương được gửi đến cho mình. Khi các bạn thở ra, các bạn thở ra sự biết ơn và niềm vui, sự bình an từ bên trong mình. Các bạn cảm nhận ánh sáng đến từ bên trong, tỏa ra bên ngoài. Và cuối cùng bên trong và bên ngoài đều giống nhau, đều cùng chia sẻ ánh sáng của mình. Rất tốt. Và các bạn có thể dần dần mở mắt và tiếp tục chúng ta cùng tương tác. Hãy dành tất cả thời gian mà các bạn cần để quay trở lại. Rất tốt. Mọi người đang cảm thấy thế nào? Chị Quyên có còn... Chị Quyên bây giờ như thế nào rồi? À, chị đau một xíu đó rồi mình, khi mà chị chấp nhận cái cảm giác đau đó và để cho nó cứ thấm vào thì nó hết ngay. Tuyệt vời. Nhưng mà chị nói cái điều đấy thì em nhìn thấy là giống như là một, có thể là một cái kiếp hoặc là bảo là kiếp, là có cái chỗ mà chị đau ý là nhận được một cái cú đau đó. Và đây chính là cơ hội để coi như là nó bắt đầu nó lành lại, và chị có thể là yêu thương cái chỗ đó và xoa và nói là ok, tôi đang an toàn rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Dương. Các bạn nhớ nhé, hai khái niệm này, ta luôn đi tìm sự an toàn và sự yêu thương. Cho nên tất cả những vấn đề nó đến để, tại vì những cái ký ức khi mà cái vấn đề đó nó đến ý, thì đó là cái lúc mà người đó chưa cảm nhận được sự an toàn và yêu thương. Và nó đến để được nhận chính sự an toàn và yêu thương đó từ các bạn. Vậy các bạn đón nhận nó như thế nào? Và nói chuyện với nó như thế nào đó, sẽ giúp cho cái đó nó được giải tỏa. Vì vậy, một chỗ đau thì các bạn xoa đến nó, giống như một đứa trẻ vừa mới bị ngã, nó khóc, thì xoa đến nó và nói rằng ô ok, an toàn rồi, an toàn rồi, ok. Đau thì khóc đó là điều đương nhiên, cứ khóc đến khi nào cảm thấy ổn rồi thì lại vui chơi và cười nhé. Và xoa dịu nó, bảo là an toàn rồi, an toàn rồi. Yêu thương, ô, thương lắm. Hãy coi mình chính là đứa trẻ của mình. Nhiều khi, Dương nghe người ta nói, ở Pháp người ta hay nói rằng là tôi chính là kẻ thù lớn nhất của bản thân tôi. Thế nhưng mà Thùy Dương lại thích nghĩ rằng là tôi chính là đứa trẻ, tôi cần yêu thương và trân trọng nhất. Vì vậy là mỗi lần vấn đề và sự khó khăn đến là để các bạn ôm lên nó bảo ôi thương thương, an toàn rồi, an toàn rồi. Ok, cảm ơn các bạn. Lúc nãy là thấy bà Linh có giơ tay. Bà Linh có muốn nói gì không? Linh... Linh lúc đó là Linh có một cái câu hỏi không liên quan đến mình. Ok, Linh. Tức là Linh đang, lúc nãy Dương có nói một cái là tất cả những cái cảm xúc của mình, những cái gì mình cảm giác, nên thì cái suy nghĩ của mình không phải là ta. Và bản thân ta thì thật ra là không cần định nghĩa. Thế. Nhưng mà ví dụ như đối với khách hàng của Linh ấy, thì hôm nay bạn cũng đúng hôm nay đó, bạn thì đặt cho Linh cái câu hỏi là mình nếu như những cảm xúc nó không phải là mình, thế thì mình sẽ lắng nghe điều gì để biết là mình nên lựa chọn hướng đi nào đó. Ví dụ như bạn ấy đang gặp, bạn ấy đang gặp vấn đề về công việc của bạn ấy, thì bạn ấy mình coach cho bạn cái cảm xúc tiêu cực liên quan đến cuộc sống như là công việc. Thế thì bạn ý sẽ bắt đầu lắng nghe
là tại vì bạn ấy đã bỏ quên cái phần bên trong từ rất là lâu rồi, mất kết nối với tiềm thức rất là nặng và không biết là mình muốn gì nữa. Thế nhưng mà rất chán công việc hiện tại. Thế thì bây giờ cô Tông cảm thấy chán. Thế thì bây giờ không biết là mình đang tìm kiếm điều gì. Thế thì cái mà bạn ý lắng nghe nó có phải là không? Nó cái cảm xúc mà bạn ý lắng nghe là ví dụ như tôi đang tìm kiếm một cái điều gì đó. Đó có phải là ta của bạn ý không? Hay là nó vẫn chưa phải là ta? Cảm ơn bà Linh, câu hỏi rất là hay. Ngay khi là bà Linh kể về cái bạn đấy là lựa chọn gì thì Dương đã cảm nhận ngay đó là một cái chương trình. Cái chương trình đấy Dương cũng có, cho nên Dương rất là hiểu là tôi lựa chọn gì cho đúng. Mà đúng với cái gì? Đúng với bản thân tôi là ai à? Thế nhưng mà nếu tự hỏi đúng với bản thân tôi là ai thì có nghĩa là tôi đang định nghĩa bản thân tôi. Nhưng tôi định nghĩa để làm gì? Tại sao tôi có cái nhu cầu mong muốn định nghĩa đó? Và nếu tôi lựa chọn để đúng, để có một cái kết quả nào đó theo như tôi mong đợi, vậy có phải chăng là tôi đang có một sự mong đợi về kết quả? Có phải chăng tôi cũng đang sợ sai? Thì Dương cảm nhận về cái mà Dương cảm nhận ý, thì cái stress lớn nhất là về cái phần lựa chọn. Đó là cảm nhận của Dương thôi. Một cái nỗi lo sợ về sự lựa chọn, tôi chọn gì cho đúng, có nghĩa là sợ là lựa chọn sai và nếu như mà chọn sai thì tôi ảnh hưởng đến tương lai của tôi ảnh hưởng đến người khác, tôi ảnh hưởng đến kết quả. Cái mà giúp cho Dương ấy, Dương cũng hay tự hỏi thế thì mình nên lựa chọn gì cho đúng với cái bản chất của Dương và tâm của Dương. Mình làm sao biết được rằng là cái mà mình đang cảm nhận đó là vì thực sự là mình muốn hay đó chỉ là vì mình sợ và mình nghĩ là mình muốn để không bị sợ hay để không bị đau hay là tổn thương. Thì cuối cùng cái việc mà giúp Dương đó chính là khi Dương cảm nhận bên trong tất cả những vấn đề, có thể có những cảm xúc, đúng, cảm xúc sợ hãi cũng có. Cảm xúc là mình mong muốn làm tốt. Mình làm tốt cũng là vì mình tin rằng những cái mà cái kết quả mà mình mong đợi nó sẽ đem lại cái điều này, điều kia. Nhưng cái đó không phải là Dương biết. Dương nghĩ rằng mình biết nó là đúng, nhưng điều gì khiến Dương biết đó là đúng? Cái nghĩa đúng sai nó chỉ là một cái chương trình. Nó được coi như là xây dựng và trau dồi từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ tất cả những cái định nghĩa của con người với những cái nhìn hạn hẹp của con người. Chỉ có ai bảo rằng đây là đúng thì họ đang hạn hẹp vì họ không biết rằng cả cái thế giới này nó to lớn và tất cả mọi thứ nó đan xen lẫn nhau, đúng ở chỗ này nhưng sai so với cái chỗ kia. Vậy thì nếu như mà ta cứ mong muốn là đúng hay sai thì ta rất là đau đầu và đến một lúc ta chẳng làm gì, tại vì cái mà ta coi là đúng thì thực ra nó cuối cùng thành sai, cái ta coi là sai cuối cùng thì thực ra thành đúng. Đến một lúc ta cảm thấy bế tắc và không biết suy nghĩ gì nữa thì đến lúc đó ta kết nối lại thực sự với tâm và cảm nhận của mình. Thôi làm gì cũng sai, thế thì chi cho bằng tôi làm gì làm cho tôi sướng, đúng không? Tôi làm cái này làm cho tôi sướng. Và chính khi ta đang làm đúng chính cái nghĩa vụ của mình thì lúc đó ta cảm thấy hạnh phúc và sướng, và lúc đó ta đang làm chính cái điều đúng. Chính cái lúc nào mà ta buông bỏ cái việc tôi lựa chọn gì, tôi làm gì đúng hay sai, đến lúc mà tôi làm gì cũng được, kết quả thế nào cũng ok, quan trọng là tôi kết nối với bên trong của tôi và tôi cảm thấy điều đó là đúng so với tôi và tôi làm những gì tôi cần làm và tôi lựa chọn đi vào trải nghiệm với tất cả nhận thức của mình để từ đó hiểu ra nhiều điều, nhìn ra những chương trình của mình. Để trả lời cho câu hỏi của bà Linh thì đối với Dương đó không phải là bạn ấy, đó là một chương trình để bạn ấy nhận ra cái vấn đề của mình về sự lựa chọn. Và thực sự khi ta là ta ấy, ta sẽ không tự hỏi ta là gì nhỉ, ta định nghĩa như thế nào. Ví dụ như một con mèo
Nó đâu có, Dương nghĩ nó không tự hỏi ô ta là mèo hay ta là chó nhỉ, nó chỉ sống cái cuộc sống của nó thôi. Cái cây nó cũng như vậy thôi, nó không tự đặt những cái câu hỏi đó. Nhưng con người tự đặt những cái câu hỏi đó để con người thực sự đi vào nhận thức, và khi mà thực sự tỉnh thức và nhận thức thì tự khắc sẽ hiểu là mình định nghĩa mình đó là như thế nào, và sẽ tự nhiên đi vào cái không định nghĩa và tự nhiên chỉ sống thôi một cách thuận tự nhiên, không tự đặt những cái câu hỏi nào khác nữa. Nhưng mỗi người đều có một cái coi như là lĩnh vực phát triển của họ. Không phải là vì tôi là con người và biết suy nghĩ và bạn là con mèo không biết tự hỏi bạn là mèo hay không, hay bạn là một cái cây và bạn chỉ đơn thuần là mọc khi có mặt trời và có nước, mà tôi lại cảm thấy là cao hơn bạn và giỏi hơn bạn. Nói như vậy có nghĩa rằng là tôi chưa nhận ra tầm quan trọng của vạn vật, ngay cả cọng tóc này nó cũng có cái tầm quan trọng của nó. Nhưng tôi nhận ra cái điều đó như thế nào? Dương nói điều này vì Dương cũng đã từng như vậy, cũng từng là khi mà vào trong coaching cảm thấy ô mình nhận ra được nhiều điều quá, cái người này đang không phải là họ và họ đang tái tạo lại một cái chương trình, một ký ức, và họ thật là không biết mình là ai, không không có nhận thức ra được cái điều này, còn mình may mà mình nhận thức. Mà đến lúc đó thì Dương hiểu là à, thực ra cái mà Dương đang nghĩ, Dương đang cảm nhận khi nghĩ như vậy cũng là một chương trình đang nói lên điều rằng là à, Dương đang mong muốn được ghi nhận mình đang ở trong sự nhận thức. Vậy thôi. Thực ra thì trong cái cuộc sống của mình hôm nay thì là vô vàn các cái chương trình, và Dương coi đó là một cái trò chơi để mình xem à, mình đang gặp lại cái chương trình nào đây. Và chương trình đó nó xuất phát đến từ đâu, mình giải thoát nó như thế nào. Ok, Dương có trả lời cho bà Linh chưa? Ừ, cảm ơn bà Linh. Bạn nào có câu hỏi nào khác không? Linh Linh muốn hỏi tiếp. Hỏi đi. Là Gọi đây đi. nó không Bạn nào đó là muốn một vấn đề. đặt câu hỏi thì cứ giơ tay nhé, trong khi là Linh đang đặt vấn đề. Ok, Linh nói đi. Vấn đề của Linh là thế này. Cho Linh nghĩ là đúng ạ, nó đang nói tức là nói chung là các vấn đề nó hiện ra để mình nhận diện ấy. Thì Linh thấy là bên trong Linh nghĩ nó đang có một cái sự nghi ngờ về năng lực bản thân, bởi vì là cho đến bây giờ thì những cái phiên cốt của Linh với khách diễn ra khá là trơn tru, trộm vía là Linh thường gặp những khách mà mình có đủ năng lực để mà mình xử lý luôn cho họ. Nhưng mà gần đây ấy, thì thứ nhất là Linh gặp Linh có gặp một bạn mà Linh đưa Linh đưa bạn ấy vào vào trạng thái tự nhiên, kiểu như bị mất kết nối điện và lâu rồi mà bạn không vào được. Và lúc đó thì mình lần đầu tiên là mình có cái cảm giác là kiểu như lo lắng và nghi ngờ về năng lực của bản thân ấy. Không giúp được gì. Thì nó trồi lên cái cảm xúc như vậy, và cảm xúc lần thứ hai nó trồi lên là khi mà Linh có một thân chủ rất là thông minh, là Linh đã biết bạn ấy rất là lâu, và thật ra là cái gọi là cái năng lượng của bạn ấy luôn được rất là cao, bạn là một người rất là thành công. Thì bạn ấy tìm đến mình và mong muốn là được được giải quyết một số vấn đề liên quan đến quan hệ với mẹ cũng như là liên quan đến công việc. Thì ví dụ như với quan hệ với mẹ thì ok, thế nhưng mà ví dụ như liên quan đến công việc thì mình bắt đầu lại nghi ngờ cái năng lực của bản thân. À, lúc đó lẽ ra nếu như mà bên trong mình là mình tin vào công cụ NLP nhé, và mình tin vào năng lực của mình đủ nhé, thì dù dù thân chủ có là người thành công và giỏi đến đâu, mình cũng vẫn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân. Nhưng mà nào thì
Linh thấy cái cảm xúc này đôi khi nó lặp lại và nó làm phiền Linh, thì Dương có thể kết nối được một cách nào để giúp Linh? Ok, cảm ơn Linh. Đầu tiên ý, là ta có thể thôi miên lại là mỗi lần ta cảm thấy nghi ngờ, đó là cơ hội để ta tin tưởng và để ta tìm lại cái sự tự tin bên trong chính bản thân mình. Mỗi lần ta nghi ngờ là để ta nhớ lại và đi tìm lại cái con đường để tìm lại sự tin tưởng, để tìm lại ánh sáng và bản lĩnh của mình. Tại vì nếu như mọi thứ trơn tru, có lẽ ta sẽ chưa ghi nhận đủ tất cả những thành quả, tất cả những quá trình mà ta đã làm được. Và đó cũng là một dấu hiệu rằng ta đang đi lên trên một cái bậc khác. Hãy tưởng tượng cuộc sống này như một cái bậc thang dài. Mỗi lần, mỗi phần của cuộc sống là ta đang đi lên một bậc thang. Trong quá trình đi lên thang, nghĩa là bạn bước một chân lên cái phần cao hơn, bạn sử dụng cả sức cả lực của mình giữ vững thăng bằng và đẩy lên. Có thể cảm thấy khó khăn, không dễ, nhiều khi mình ngã và mình lại đứng dậy lại và mình lại bước lên thêm. Khi ta bước lên rồi thì đứng lên trên cái bậc, ta cảm thấy wow, thật là nhẹ nhõm, thật là thích, thật là sảng khoái. Mọi thứ đến một cách thật là trôi chảy. Mình cảm thấy thật là tự tin vì mình đã đến được chỗ này rồi. Mình đã đứng chỗ này một cách vững chắc. Thật là tuyệt vời. Đó chính là lúc mà Linh gặp những thân chủ và cảm thấy thật là thành công. Và đến một lúc, tự nhiên, một bước, một bậc thang nó đến. Mặc dù mình không mong muốn đi tiếp hay mình chưa nhận thức là mình đang đi tiếp, thì tự nhiên cái bậc thang đó nó đang đến. Và vì mình theo cái dòng chảy của cuộc sống, mình cần bước lên trên cái bậc thang đó. Lại giống như lúc cũ, lại gặp lại cái sức mà mình cần phải đẩy, lại gặp lại cái việc khó khăn để mà giữ thăng bằng, cái việc mà mình có thể ngã. Và mình lại nghi ngờ. Nghi ngờ vì mình không biết, mình chưa nhận thức ra là mình đang lên trên một cái bậc khác. Nhưng nếu ta nhìn mọi vật theo một hướng khác, lặp lại cái sự nghi ngờ đó, trong khi lúc trước mình cảm thấy như cái điều đó nó đã rời xa mình rồi vì mình đã có một thành công nào đó nhất định, tại sao bây giờ lặp lại? Có lẽ một phần đó cũng là một điều chứng tỏ rằng mình đang lên trên một bậc khác. Mình đang tiến lên, mình đang sang một chương khác của cuộc đời mình, để mình càng tiếp tục hiểu rõ hơn, cảm nhận rõ hơn thế nào thực sự là bước lên một bước trong cái bậc thang này. Có phải chăng lần trước khi bạn bước lên một bước cũng thật là khó khăn, cũng thật là gian nan, trải qua rất là nhiều sức lực, ngã cũng nhiều và cuối cùng bạn bước lên được. Bạn thăng bằng rồi, nhưng bây giờ để bạn có thể luyện nhiều hơn nữa, để bạn có thể quen dần và tìm xa hơn nữa cái cách để mà bước lên từng bước một cách vững chắc, thì có lẽ bạn cần phải tiếp tục bước lên, bước lên. Những lúc mà bạn gặp những sự kiện mà bạn cảm thấy nghi ngờ, đó chính là cơ hội để bạn
tìm lấy lại sự tin tưởng của mình. Để đi xa hơn nữa về việc thấu hiểu thế nào là đi tìm và ghi nhận đến sự tin tưởng của mình. Vì khi ta nghi ngờ, có nghĩa là ta chưa ghi nhận bản lĩnh của mình, chưa thực sự cảm nhận giá trị của bản thân, chưa thực sự ghi nhận tôi thành công như thế nào. Vì chừng nào tôi còn nói đến thành công của người khác, có nghĩa là tôi chưa thực sự nhận ra là tôi thành công. Có thể thôi. Tại vì đối với nghĩa của cuộc sống và vũ trụ, bất kể lúc nào tôi cũng đang thành công. Tại sao bạn phải đi tìm sự thành công? Nếu đi tìm sự thành công có nghĩa rằng tôi chưa thành công. Nếu định nghĩa người này thành công và người kia thành công hơn, có phải chăng chúng ta đang so sánh nhau và chưa thực sự nhận thức giá trị của từng người, của từng sự thành công? Nó khác nhau và nó chỉ là unique. Tôi không biết cái này tiếng Việt nói như thế nào. Nó là đặc biệt cho chính mình. Trước khi đi tiếp, để đi kết nối với sự kiện gốc rễ, thì Dương nói những cái điều này thì Linh cảm thấy thế nào? Linh cảm thấy rất là gì? Sao? Vậy là Dương nghe không rõ, không biết là mọi người có nghe Linh nói rõ không nhỉ? Hay là cái mạng của Dương nhỉ? Mọi người có nghe thấy Linh nói không? Đây, nghe rõ hơn rồi. Cảm ơn Linh. À, ok. Thì Linh chỉ Linh nói rằng chia sẻ của Dương, cái cảm nhận của Dương. Bởi vì là chính xác là cái gốc của cái việc là khi mà mình nghi ngờ là bởi vì Linh đã không ghi nhận. Linh có một cái đúng là Linh đã không ghi nhận bản thân đủ. Mình đã làm khá là nhiều thứ mà lẽ ra mình phải ghi nhận nhiều hơn. Thì mình không ghi nhận, cho nên là mình hay nghi ngờ. Được rồi, cảm ơn Linh. Ok, bây giờ thì Dương cảm nhận là có một cái gốc rễ khác, thì mình đi vào thiền nhé. Rồi các bạn cùng hít thở nào. Hít một hơi thật sâu. Thở ra thả lỏng. Hít thêm một hơi nữa thật sâu nào. Thở ra thả lỏng. Cảm nhận ánh sáng từ trời đi qua đỉnh đầu, xuyên qua cơ thể mình và đi vào trái đất. Con người chính là phần kết nối trời và đất với nhau để hai bên lưu thông, năng lượng dồi dào lưu chuyển bên trong ta. Ánh sáng dồi dào lưu chuyển bên trong ta. Kết nối lại với vấn đề của bạn Linh, cũng là vấn đề của tôi, cũng là vấn đề của các bạn đang ở đây và những bạn cũng nhìn video này. Tôi biết rằng vấn đề này có một ký ức xa xôi từ phả hệ lên trên. Và đó cũng là ký ức chung của chúng ta, vì đó là văn hóa của người Việt Nam. Sự ghi nhận. Người Việt Nam mình nhiều khi có lòng tin rằng yêu cho roi, cho vọt, két cho ngọt, cho bùi. Vậy có nghĩa rằng những lúc nào tôi cho bạn lời khen, tôi ghi nhận khả năng, tài năng, sự thành công của bạn là tôi đang ghét bạn. Cái niềm tin đó nó lại đi xa với cái tâm thực sự, với bản chất tâm linh của mình. Bản chất con người cũng như bản chất vạn vật đều là tình yêu thương. Và từng lời nói
đều có tần số liên quan đến cái mà nó đang bộc lộ. Thiếu đi sự ghi nhận qua lời nói là thiếu đi sự yêu thương cảm nhận được từ người tiếp nhận cái lời nói đó. Từ niềm tin của văn hóa này, bố mẹ đã quen rằng tôi không bao giờ ghi nhận đứa con của mình, tôi không khen đứa con của mình nếu tôi thực sự yêu thương nó. Và vì lòng thương của tôi sẽ luôn cho nó những gì mà lời nói tỏa ra, đó là đồ ngu hay là một cái gì đó nó không ghi nhận cái ánh sáng của đứa con của tôi. Vì tôi mong muốn rằng nó luôn nỗ lực, nó luôn phải cố gắng. Và kể cả nó có nỗ lực cố gắng và nó có làm tốt, và kể cả bên trong tôi cũng cảm thấy nó làm thật tốt, nhưng tôi sẽ không bao giờ thể hiện ra cái điều này vì tôi yêu thương nó. Vì tôi rất tự hào về nó nên tôi mới nói rằng tôi không ghi nhận nó. Vì tôi mong muốn nó sẽ luôn tốt hơn, tốt hơn. Vì cái sự tốt hơn đó chính là việc nó có thể thành công trong con mắt của bên ngoài. Mặc dù trong con mắt của tôi nó là đứa con đẹp nhất, tốt nhất, thành công nhất, nhưng tôi vẫn mong muốn những người bên ngoài ghi nhận cái sự thành công đó của nó. Chính vì kết nối với sự mong muốn này và vì văn hóa của tôi yêu cho dọi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi, nên tôi chẳng bao giờ ghi nhận tất cả những nỗ lực của nó, chẳng bao giờ khen ngợi nó, chẳng bao giờ nói rằng nó đang làm tốt. Và tôi luôn nói những lời ngược lại. Chính những vấn đề gốc rễ này tạo ra những vấn đề này của tôi. Vì tôi đã ghi nhận lại bên trong một ký ức: tôi chưa làm đủ tốt, tôi chưa được yêu thương. Và chừng nào tôi chưa làm đủ tốt thì tôi sẽ không được yêu thương. Chừng nào tôi chưa làm hài lòng bố mẹ, làm những gì mà bố mẹ đòi hỏi tôi, thì tôi chưa được yêu thương. Và vấn đề là thật hiếm khi bố mẹ sẽ khen thực sự và công nhận, vì bố mẹ luôn sợ mình dừng lại, luôn sợ mình hư hỏng, luôn sợ mình không thành công. Vì đó là niềm tin của bố mẹ và văn hóa của bố mẹ. Vì bố mẹ cũng tin rằng ta cần phải nỗ lực thì mới thành công. Ta cần phải làm một cái gì đó thì mới ghi nhận bản thân mình. Ta cần phải có một kết quả nào đó thì mới ghi nhận và coi mình là thành công. Và từ từng kết quả, ta mới có thể so sánh kết quả người này, kết quả người khác, và coi người này thành công hơn, người kia thành công hơn. Nhưng niềm tin đó đã tạo ra những ký ức, những chương trình như thế nào, những sự căng thẳng như thế nào trong cơ thể của ta ngày hôm nay, để tất cả những vấn đề lặp đi lặp lại và đến với ta. Nhưng ta có thể lựa chọn nhìn nhận mọi thứ một cách khác. Với người mẹ, người bố có niềm tin này từ những phả hệ, từ tổ tiên của chúng ta, ta có thể nói với họ rằng cảm ơn. Cảm ơn ông bà tổ tiên đã thật yêu thương chúng con. Chính vì yêu thương chúng con nên mới cho roi, cho vọt, nên mới không bao giờ ghi nhận và khen thưởng chúng con. Chúng con xin lỗi vì đã không hiểu ra được điều này. Chúng con xin lỗi vì từ đó chúng con luôn nghi ngờ bản thân. Và thực ra ông bà tổ tiên cũng chỉ nhận được giáo dục này, nghĩa rằng là thành công sẽ đến khi ta nghi ngờ bản thân để tiếp tục cố gắng tìm lấy một cái thành công mới, một kết quả mới. Và xin lỗi. Xin lỗi vì tôi chưa nhận ra cái điều này đến ngày hôm nay. Rằng tất cả những ký ức này nó luôn thể hiện sự yêu thương vô bờ bến của ông bà tổ tiên của mình. Và cái điều đó cũng thể hiện
tất cả sự đau thương, đau khổ của ông bà tổ tiên của mình. Vì chính họ cũng đã nhận được giáo dục này từ đời này qua đời khác. Chính họ, sâu thẳm bên trong họ là mong muốn sự ghi nhận và yêu thương. Họ mong muốn được sự vỗ về, âu yếm. Nhưng chính bố mẹ họ cũng không có được nhận điều đó, không được giáo dục điều đó. Nên dù họ có mong muốn, họ cũng không được nhận. Và vì họ không được nhận, họ chỉ trao đi những gì mà họ nhận được cho đến đời của tôi hôm nay. Và bây giờ tôi ghi nhận tất cả sự đau khổ, tất cả sự nỗ lực của ông bà tổ tiên, luôn luôn mong muốn thành công, luôn luôn mong muốn làm tốt những gì mình đang làm. Để thể hiện tình yêu thương của mình cho chính bố mẹ mình, cho những người xung quanh và để được nhận tình yêu thương đó. Và tôi xin lỗi vì đã có những lúc không hiểu và trách móc cả chính bố mẹ mình. Tại sao bố mẹ mình không thương tôi? Lại nói mình thế này, nói mình thế kia, chẳng ghi nhận gì cả. Thật là mệt. Dù tôi có làm gì, tôi có nỗ lực bao nhiêu, vẫn không đủ. Tại sao lại như vậy? Đến bao giờ tôi mới được cái sự ghi nhận này? Xin lỗi, vì tôi đã nghĩ ra những điều này. Vì tôi chưa nhận ra rằng chính lúc bố mẹ tôi chê bai tôi hay không nói gì, đó chính là lúc họ đang thể hiện sự tự hào, yêu thương mà chính bản thân họ cũng không nhận thức được ra điều đó. Vì họ không được giáo dục như vậy. Họ không có sự nhận thức như vậy. Và chính vì vậy, tôi tha thứ. Tôi tha thứ tại vì bố mẹ đã làm hết sức có thể. Tôi tha thứ vì ông bà tổ tiên của tôi đã làm hết sức có thể. Với khả năng của họ, họ đã yêu thương tôi hết sức có thể. Với khả năng của họ, với cái cách thể hiện của họ. Và tôi tha thứ cho chính bản thân tôi đã cảm thấy đau khổ và trách móc. Và tôi nhìn nhận lại, tôi cảm ơn. Cảm ơn tất cả tình yêu thương này. Cảm ơn tất cả sự giáo dục này. Tạo lại những cái ký ức này, những chương trình này để đến bây giờ nó đến với tôi và tôi nhận ra điều đó. Tôi yêu thương nó. Tôi yêu thương tất cả những sự nghi ngờ của tôi. Vì mỗi lần những sự nghi ngờ đó đến, nó chứng tỏ đó là những ký ức về việc giáo dục như vậy, về tình yêu thương thực sự đằng sau. Tôi nghi ngờ để làm tốt. Bố mẹ tôi mong muốn tôi làm tốt vì mong muốn tôi thành công và được hạnh phúc. Đến cuối cùng, mục đích của mỗi người đó là sự hạnh phúc và yêu thương. Và tôi lựa chọn ghi nhận ngay chính giây phút này là tôi đã luôn thành công rồi. Tôi ghi nhận chính giây phút này là tôi luôn hạnh phúc. Và tôi luôn nhận được một tình yêu thương vô bờ bến. Chỉ có điều tôi chưa nhận ra điều đó. Và tôi cảm ơn. Tôi kết nối lại với tất cả tình yêu thương này. Và cảm thấy thật là biết ơn. Tôi cảm ơn thế giới và vũ trụ. Đã thật luôn âu yếm. Yêu thương tôi. Và rất là khoan dung. Để những vấn đề này đến dần dần, từ từ, nhẹ nhàng, to dần để tôi hiểu dần. Và tôi biết rằng dù ngày hôm nay tôi nhận ra điều này, nó sẽ là cơ hội để ngày mai tôi nhận ra điều khác. Và nếu như ngay ngày hôm nay, ngay sau ngày hôm nay, nghi ngờ nó quay lại với tôi, đó là để tôi yêu thương nó, để tôi ghi nhận cái tình yêu thương đằng sau cái điều đó. Và tôi tìm lại và ghi nhận lại chính tình yêu thương với bản thân mình. Ghi nhận rằng tôi đang thành công và tôi tin tưởng vào bản thân mình. Tin tưởng vào vũ trụ và thế giới. Tôi cảm ơn. Hít một hơi thật sâu, thở ra. Cảm thấy bình yên và biết ơn.
và các bạn có thể gặp chính sự nghi ngờ của mình và nói rằng cảm ơn bạn đã đến với tôi. Cảm ơn nghi ngờ đã đến với tôi để tôi yêu thương bạn. Cảm ơn nghi ngờ đã đến với tôi để tôi giải thoát những vấn đề liên quan đến bạn. Và tôi cảm ơn ông bà tổ tiên đã trao cho tôi món quà này. Và ông bà tổ tiên có thể được giải thoát. Bất kể bạn là ai, bất kể tôi là ai, tôi luôn tin tưởng bản thân tôi. Các bạn có thể nhắc lại điều này. Bất kể tôi là ai, tôi luôn tin tưởng bản thân tôi. Bất kể kết quả là gì, tôi luôn tin tưởng bản thân tôi. Và kết quả tốt hay xấu luôn do cái nhìn hạn hẹp của mình thôi. Có thể vì có cái kết quả xấu như vậy mà có những cơ hội khác nó đến, bạn đâu biết. Nhờ cái kết quả đó mà bạn coi là xấu, mà có những thành công to lớn khác nó đã đến, nhưng bạn chưa nhận ra nó, hay bạn chưa biết đến nó thôi. Chỉ khi bạn luôn tin tưởng rằng tất cả những gì bạn làm luôn dẫn đến thành công, luôn dẫn đến một kết quả mà vũ trụ mong đợi, thì các bạn cảm thấy bình an, tin tưởng. Và các bạn chuyển mô thức của mình những lúc nào nhìn nhận, ồ đây là thành công, đây là kết quả tốt hay xấu, thì các bạn biết rằng đó là một chương trình đang nói. Và các bạn ôm lấy chương trình đó, nói rằng ok, mình ghi nhận và biết bạn đang ở đây, cảm ơn bạn. Bạn đang được an toàn rồi, và tôi yêu thương bạn. Vì mong muốn kết quả tốt xấu, cũng vì nhiều khi mong muốn được an toàn, mong muốn được bố mẹ khen, ghi nhận, người khác khen, ghi nhận, hay chính bản thân mình khen mình và ghi nhận mình. Và đó là mong muốn cảm nhận thấy tình yêu thương vô điều kiện. Vậy mỗi lần nghi ngờ đến, hãy nói với nó, cảm ơn bạn, tôi đang an toàn và tôi đang được thật nhiều tình yêu thương. Tôi đang thành công rồi đấy. Và những lần nghi ngờ nó đến là để bạn luyện tập nhiều hơn nữa cái mô thức mới này. Và đến một lúc bạn không còn nghĩ đến nó nữa. Và sẽ có những điều khác đến với bạn để bạn tiếp tục luyện tập và bước lên trên những bậc thang khác. Cảm ơn các bạn. Và Ninh cảm thấy thế nào? Lại bị nghe hơi giật giật. Ninh nói là cảm ơn con. Nhẹ nhàng hơn, cảm ơn bà Linh. Có ai có câu hỏi nào khác không? Nếu không thì Dương có một bạn viết cho Dương. À ok, Sana võ. Nói đi. Dạ, em có một cái thắc mắc thế này thôi. Đó là em không hiểu sao mà em rất dễ bị khóc, dễ khóc đó chị. Dễ khóc. Đúng rồi, bất kể một cái tình huống nào luôn, kể cả là em coi một cái đoạn clip bình thường thôi, có nghĩa là người ta sẽ không khóc nhưng mà em sẽ khóc. Cứ thấy người ta tội tội một chút xíu là em sẽ khóc. Nó như vậy, cho dù là trong đầu em kiểu chuyện bình thường mà tại sao phải khóc. Hoặc là những cái chuyện đó thực sự là nó cũng không đến mức để người ta khóc á, mà em cũng không hiểu tại sao mà em dễ mất ướt như vậy thôi. Đó, em cũng ok. Mít ướt như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến em? Hoặc vấn đề là
nghĩa là em không thích điều đó ấy. Nó làm cho mình cảm giác như là đặt ra nguyên do chấm hỏi tại sao mình lại một người dễ xúc động như vậy. Đôi lúc thì có những cái tình huống thì em có thể khóc. Những cái chuyện ví dụ là cảm xúc của mình thì là mình khóc, ví dụ là làm tổn thương mình hoặc là gì đó thì ok mình khóc được. Còn những chuyện không liên quan tới mình á mà nó bình thường quá mà tại sao mình phải khóc á. Rồi, đợi một chút, tại vì là chị thấy là Mỹ Lan có nói là khó tha thứ cho việc bố mẹ đòi hỏi nhiều ở mình, dù biết là do yêu mình. Đúng rồi, biết là một chuyện, nhưng quan trọng là ta cảm nhận. Và cái vấn đề của Lan thì mình cảm nhận đó là có một điều gì đó bên trong Lan đòi hỏi Lan tha thứ cho chính bản thân mình. Có nghĩa rằng là dù bố mẹ đòi hỏi mình và mình không làm được, và bố mẹ trách mình, thì mình cũng trách lại bố mẹ tại sao bố mẹ lại trách mình như vậy, bố mẹ lại vẫn đòi hỏi như vậy cho mình. Và chính mình tha thứ cho bản thân mình, vì đã có những lúc mình làm những cái điều gì đó làm cho cảm nhận là bố mẹ tổn thương. Và bố mẹ tổn thương làm cho mình cũng tổn thương, và mình không tha thứ được cho bản thân mình. Đó, đó là cái mà Dương cảm nhận từ vấn đề của Mỹ Lan nhé. Thì lúc nào thiền là tha thứ và đi gặp đứa trẻ bên trong. Ok. Rồi, câu chuyện của Sana rất là hay. Và cảm ơn em tại vì chính bản thân chị cũng như vậy. Và đó là một điều rất hay. Đầu tiên ý, đó chính là cái niềm tin của mình với việc thế nào là mít ướt. Với việc thế nào là cảm xúc nó dâng trào. Có mỗi cái tí việc như vậy mà tự nhiên lại cảm thấy muốn khóc à? Và khi ta nhìn xung quanh ta, mọi người bình thường, tại sao mình lại khác? Mọi người coi cái này là bình thường, và ngay thậm chí cả cái ý chí của mình cũng coi là bình thường. Tại sao mình lại cảm nhận cái này? Tại sao mình lại muốn khóc như vậy? Và nhất là tôi không kiềm chế được những lúc nào cảm xúc nó đến, và tôi phải gồng mình để cho cái mít ướt nó không tỏa ra. Và tôi rất là bực mình mỗi lần nó đến. Lại nó rồi, sao mày đến? Có gì đâu mà phải khóc nhỉ? Trong cái này nó có rất là nhiều thứ. Một phần cũng là trong giáo dục Việt Nam, cái việc mà bộc lộ cảm xúc nó là một cái sự yếu ớt. Bố mẹ hay người lớn hay nói đừng khóc, có thế thôi mà khóc, mít ướt, im. Và thế là cơ thể ta sẽ lại lặp đi lặp lại cái cảm xúc này, vì thực sự là nó đang được cần yêu thương, chấp nhận, đón nhận ngay cả khi nó mít ướt. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, đó là niềm tin của ta về sự mít ướt. Ta thấy rằng ta khác người khác. Cái sự khác biệt đó làm cho người ta có thể đánh giá ta, hoặc ta tưởng tượng người ta đánh giá ta. Và cái điều đó làm cho ta khó chịu. Và cái sự mít ướt nhiều khi làm phiền người khác vì người ta không hiểu. Và cái điều đó làm cho ta sợ không được chấp nhận, không được yêu thương. Và ta cảm thấy mình thật khác biệt so với người khác, và tự hỏi vấn đề của mình ở đâu mà tự nhiên lại khác như vậy. Mình đang bị gì à? Nhưng bây giờ ta có thể nhìn mọi thứ một cách khác. Có phải chăng cái cảm nhận muốn khóc đó nó là một sức mạnh diệu kỳ? Nó là một khả năng cực kỳ đặc biệt của mình. Chỉ có điều mình đánh giá nó và chưa nhận ra cái điều đó thôi. Cái điều đó nói lên rằng bạn nhạy cảm hơn người khác. Rằng người khác coi là bình thường, nhưng tự nhiên cơ thể của mình đã tiếp nhận một cái gì đó nhạy cảm hơn, và nó đang
bộc lộ nó ra. Và có lẽ chính vì mình có khả năng này, chính vì mình có sức mạnh siêu nhiên này, mà mình mới cảm nhận được cái điều đó. Mình mới có sự nhạy cảm đó. Tại vì những người khác không có khả năng đó, hay chưa có khả năng đó, hoặc cũng chưa nhìn nhận ra khả năng đó. Cũng có khi họ đang cố không biết ướt ấy, nhưng mà họ không tỏa ra thôi. Và họ chê mình biết ướt, tại vì chính bản thân họ cũng sợ bị mít ướt. Chính bản thân họ đang đánh giá cái sự mít ướt đó, và họ đang lặp lại một chương trình mà họ đã nhận được, là mít ướt là xấu, có gì đâu mà phải khóc, có thế thôi mà phải khóc à? Đó là một chương trình đang nói, không phải họ. Họ cũng không đang nói về bạn, họ đang nói về chính trải nghiệm của họ. Và bây giờ việc ta cần làm có thể là thay đổi niềm tin và cái nhìn về sự mít ướt đó, là ta cực kỳ nhạy cảm và tiếp nhận những cảm xúc có thể không chỉ ở bên trong ta mà cả ở bên ngoài. Có một người tự nhiên đang đi xe và cảm thấy rất là buồn, rất là đau khổ. Khi về nhà bật tivi thì tự nhiên thấy thông tin là có động đất, ví dụ như là ở Thái Lan hay ở Nhật Bản. Người đó hiểu rằng cái cảm giác buồn, sợ hãi đó, đau khổ đó chính là cái mà họ đã cảm nhận được từ chỗ xa xôi đó. Và tại sao ta lại có độ nhạy cảm như vậy? Vì ta có khả năng để hóa giải nhiều thứ, để tiếp nhận thông tin. Tôi nhạy cảm và tôi tiếp nhận được thông tin rằng có một cái gì đó tạo ra độ nhạy cảm đó. Tôi biết là có một cái điều gì đó nó đang cần được ghi nhận, lắng nghe. Cảm xúc chính là thông tin. Và nước ở bên trong ta chỉ có thể lưu thông được khi ta để lưu thông cảm xúc. Và ở trong nước là gì? Là thông tin. Nếu như nước ở bên trong ta bị chặn, kìm nén, thì thông tin và năng lượng không thể chảy được bên trong ta. Và các tế bào của chúng ta, các bộ phận của chúng ta hoạt động như thế nào? Nhờ thông tin chúng tiếp nhận được. Chặn cảm xúc là chặn thông tin, chặn năng lượng và chặn sự sống bên trong mình. Cảm xúc đến, đó là biểu hiện của sự sống đang muốn được sống và ghi nhận. Việc mà Thùy Dương phát triển được cảm nhận và độ nhạy cảm của mình cũng vì Thùy Dương mít ướt. Khóc rất nhiều, nhưng bây giờ mỗi lần Thùy Dương cảm nhận cái cảm xúc đó, Thùy Dương nhìn nó một cách lớn lao, vì Thùy Dương biết rằng đó là cái tâm của mình đang cảm nhận. Thùy Dương biết rằng đó là một cái gì đó vừa nói về Dương, vì tất cả những gì ta cảm nhận, nhìn thấy luôn nói về bản thân ta. Nhưng nó cũng là một phần chung của xung quanh mình. Chính vì Thùy Dương kết nối với cảm xúc của mình và có thể tả một cách chính xác những gì Thùy Dương cảm nhận được, những gì Thùy Dương nhìn thấy được, thì Thùy Dương mới có thể kết nối với tiềm thức của các bạn và nói ra tất cả những điều này. Và Thùy Dương ghi nhận rằng cái cảm xúc mãnh liệt của Thùy Dương, nó là sức mạnh cực kỳ lớn của Thùy Dương để có thể hóa giải rất nhiều thứ. Mỗi khi một cảm xúc đến, ví dụ như Thùy Dương dọn nhà và phải vứt đồ, tự nhiên cảm thấy cái lúc mà vứt cảm thấy đau khổ tột cùng. Một người ngoài nhìn vào bảo có thế thôi mà đau khổ á, có thế thôi mà muốn khóc á, cái này dễ thôi mà sao làm khó thế hả? Tại vì sao?
vì Thùy Dương nhạy cảm với ký ức bên trong mình. Nếu đi vào ký ức đó và cảm xúc đó, Thùy Dương hiểu rằng đó là một trong những ký ức vì những vấn đề của mình nó liên quan đến nhiều ký ức chồng lại với nhau nhé. Thì một trong những ký ức đó là một đứa trẻ, ví dụ như trong thời chiến tranh, không có gì để ăn và cần phải vứt đồ đi thì nó đau khổ như thế nào. Hay một đứa trẻ vì trong chiến tranh phải chạy đi, phải rời xa cái nhà mình, rời xa những cái đồ vật mà mình cảm thấy rất thích, và trong đó có đồ vật kỷ niệm của người mẹ mình đã chết. Và bây giờ nó không còn đồng hành với mình nữa, và mình đã để lại nó giống như là mình đã để lại người mẹ mình đã chết. Và mình cảm thấy tội lỗi. Và nếu như ta hiểu cái mà ta đang cảm nhận ngay chính lúc này, đó chính là biểu hiện của cái ký ức của đứa trẻ đó, thì ta hiểu rằng cái đó nó đau như thế nào. Cái việc mà ta phải vứt bỏ một cái điều gì đó đi, rời xa một cái điều gì đó đi, nó đau đớn như thế nào. Cái việc rời xa và bị bỏ rơi bởi người mẹ của mình đau ốm. Và cuối cùng vì chiến tranh, vì vấn đề, thì tôi cũng bỏ rơi lại. Tôi đã quên đi, hay bằng một cách nào đó, tôi đã không đem lại được kỷ niệm của người mẹ mà tôi cảm thấy thất vọng nhiều. Nhiều khi ta mong muốn, ta luôn muốn phải giải thích cặn kẽ từng cảm xúc, phải cho cảm xúc này trước mặt vấn đề này nó mới là đúng hay sai. Chừng nào các bạn còn ở trong cái này thì các bạn còn đau khổ. Chừng nào các bạn còn muốn giải thích một cảm xúc cho nó là tốt hay xấu thì các bạn còn đau khổ. Chừng nào các bạn muốn hiểu cảm xúc thì mới chấp nhận nó. Chừng nào các bạn muốn cần phải ghi nhận cái cảm xúc đó và nó là ok với mình, với người khác, không bị đánh giá, thì các bạn sẽ tiếp tục đau khổ. Và nếu bây giờ, vì tôi đã gặp ký ức của đứa bé này, tôi cảm nhận cái điều đó, và đó là một sự đau khổ, cơ thể của tôi tiếp nhận cảm xúc đó và tôi để cho nó mượn cơ thể của tôi để nói ra nỗi lòng của nó, để nó khóc những nước mắt mà chính bản thân nó chưa khóc đủ. Vì chính bố của nó bảo con phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Vì những người xung quanh luôn nói phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Vì thế cho nên trong văn hóa của chúng ta, những nước mắt này nó luôn luôn bị kìm nén và bị giấu đi. Và nó đến trong cuộc đời này của chúng ta để nó được đón nhận yêu thương một cách vô điều kiện. Vì vậy, ký ức của đứa bé có thể thanh thản vì những nước mắt đó nói lên sự yêu thương của đứa bé với người mẹ của mình, với ngôi nhà của mình. Vì đứa bé đó luôn mong muốn làm tốt, vì muốn làm tốt nên mới trách mình quên. Vì đứa bé đó luôn mong muốn, luôn muốn ghi nhận rằng mình luôn nhớ mẹ và mình không bao giờ quên mẹ. Luôn muốn cảm thấy mẹ bên mình, nên đứa bé đó mới đau đớn khi để quên cái đồ vật đó. Vậy đứa bé có thể nhìn sự việc như thế nào để cảm thấy bình an? Có lẽ đứa bé đó diễn vai diễn của mình nhập tâm quá và quên đi rằng đó chỉ là những sự kiện vai diễn
để những cái vấn đề đó được tạo ra và truyền lại ký ức cho chúng ta ngày hôm nay. Để đứa bé đó có thể bây giờ nhận thức rằng thực ra người mẹ đó luôn luôn tồn tại. Có thể về phần cơ thể vật lý không còn, nhưng tâm linh của người mẹ đó luôn ở với đứa con và luôn phù hộ con. Và những lúc nào đứa con kết nối với những gì xung quanh mình, với thế giới, thì thực ra đứa bé đó sẽ cảm nhận năng lượng, hơi ấm, sự hiện diện của tâm linh của người mẹ. Và điều đó cũng có nghĩa rằng ta có thể đi qua và đi xa hơn vật chất. Con người luôn có ảo tưởng rằng mình có vật chất này, có vật chất kia, cái này là của mình. Nhưng trong thiên nhiên chẳng cái gì là của ai cả. Nó chỉ là thôi. Chỉ là con người mới tạo ra cái luật, cái này của tôi hay không phải của tôi. Và chỉ con người mới nghĩ rằng nếu mà tôi có nó trong tay thì nó sẽ luôn tồn tại với tôi. Nó mới hiện hữu. Ta có thể nhìn mọi thứ một cách khác. Có hay không có nó trong tay, nó vẫn hiện diện ở trong thế giới này. Chẳng có gì của tôi, chẳng có gì tôi mất. Chỉ cần tôi kết nối lại với tâm bên trong tôi và tôi cảm nhận lại, thì tôi luôn cảm thấy đầy đủ. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ ở bên trong tôi. Tôi luôn cảm thấy tôi kết nối với vạn vật. Chỉ có điều tôi diễn vai nhập tâm quá mà quên thôi. Và đứa trẻ đó, ký ức của đứa trẻ đó có thể được giải thoát và gặp lại chính tâm, tâm linh của người mẹ của mình, của gia đình. Và nếu cần tiếp tục đầu thai hay làm những điều khác thì có thể tiếp tục. Cảm ơn ký ức này đã sống bên trong chúng tôi, để ngày hôm nay tôi nhận ra được điều này. Để ngày hôm nay tôi quyết định nhìn xa hơn vật chất và cảm nhận bằng tâm. Và để ngày hôm nay tôi ghi nhận rằng cảm xúc dâng trào, đó là một sức mạnh lớn lao. Cảm ơn. Cảm ơn. Các bạn hít một hơi thật sâu. Thở ra từ từ. Hít thêm một hơi thật sâu nữa. Thở ra. Và cảm ơn tất cả những ký ức bên trong mình. Cảm ơn tất cả những vấn đề đến với mình. Và cảm ơn tất cả cảm xúc của mình luôn đến để thông báo cho mình một thông tin, thông điệp mà mình có lẽ chưa nhận ra. Cho mình cảm nhận xung quanh mình sức mạnh càng cao, tiềm năng càng lớn, tầm ảnh hưởng của các bạn càng lớn. Vì vậy, cảm xúc của tôi càng mãnh liệt và dâng trào bao nhiêu, nó càng khác biệt với những gì người khác nhìn bao nhiêu. Đó là điều mà cơ thể của bạn đang nói với bạn, rằng bạn đang có một sức mạnh rất lớn đấy. Bạn có thể chọn sử dụng nó và lắng nghe nó, yêu thương nó. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Các bạn có thể nhắc lại cảm xúc dâng trào, sức mạnh lớn lao. Cảm
xúc dâng trào, sức mạnh lớn lao. Tôi cảm ơn cảm xúc đã đến với tôi. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn vì đã đánh giá bạn. Và tôi ghi nhận tất cả những thông điệp và tiềm năng lớn lao mà bạn đã trao cho tôi. Hay nói một cách khác là tôi đang có sẵn mà tôi chưa ghi nhận. Rất tốt. Cảm ơn. Cảm ơn. Và hít một hơi thật sâu. Thở ra. Cảm nhận mình kết nối với ánh sáng. Giải tỏa những bóng tối bên trong tôi. Cảm giác mình đang được yêu thương vô bờ bến. Và bên trong bên ngoài kết nối với nhau. Tôi luôn được đồng hành. Tôi luôn được vũ trụ âu yếm. Cảm ơn cơ thể tôi. Cảm ơn cảm xúc của tôi. Và các bạn hít thở sâu. Và dần dần quay trở lại. Dần dần quay trở lại. Ok, sao nói võ, cảm thấy thế nào? Lúc đầu thì em cảm thấy ngực em hơi bị đau. Lúc sau thì từ 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 nó giãn ra và nó nhẹ đi. Lúc mà nghe chị nói về đứa trẻ thì là mất kỹ vật đó, tự nhiên em lại cảm xúc nó dâng lên. Và như chị nói thì em ghi nhận và lúc đó em mới bắt đầu nhắm mắt lại rồi. Và giống như là tưởng tượng ra được cái cảnh đó. Và sau đó thì cứ từ từ là đối diện với nó xong rồi thả lỏng ra. Theo cái gì chị nói thì em nhẹ dần lên. Giờ thì em cảm thấy em cũng có một cái gì đó siêu nhiên chứ bộ. Đúng không ạ? Những người nào mà cảm nhận đi mà cảm xúc nó lớn ý, thì giống như là nhớ là tất cả mọi người đều có khả năng cảm nhận được. Thế nhưng tự nhiên em lại cảm nhận mạnh hơn những người khác. Có nghĩa là em nhạy cảm hơn người khác. Là em có cái khả năng sử dụng cái sức mạnh đó. Tại vì nó đã hiện diện đến với em, nghĩa là em đang sẵn sàng để sử dụng nó. Sau đó là mình học cách thôi, cũng như là chị học cách. Dần dần là qua những trải nghiệm là mình nhiều khi chị cũng nghi ngờ chút. Chị bảo quá sao tự nhiên lại muốn khóc à? Rồi tự nhiên nhìn thấy hình ảnh này. Rất thật. Nhưng những cái lúc nào mà kiểu chị chơi ý, chị kiểu cũng cứ nói thử xem tôi cảm thấy thế này, tôi nhìn thấy đứa trẻ như này, tôi nhìn thấy tự nhiên nghe thấy tiếng mẹ. Tôi bảo ủa sao mày biết tao đang có vấn đề với mẹ? Sao mày biết là tao đang buồn? Và cái lúc mà Thùy Dương làm kiểu tập làm tả cái cảm xúc của mình ý, đấy, thì tự nhiên là cái người mà đối diện bảo ủa tại sao mà Dương biết là tôi đang cảm thấy như thế này? Và Dung tả cực kỳ đúng. Trong khi cái người đó còn không biết là chuyện gì đang xảy ra bên trong mình. Và tự nhiên nghe Thủy Dung nói một cách chính xác như vậy thì họ lại bảo ủa đúng rồi. Tự nhiên lại cảm thấy là mọi thứ thật là đương nhiên ý. Mà đấy là cái cách Dung làm. Mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau. Thì em cũng là sẽ có cơ hội để mà mình coi như là luyện tập rồi thử nghiệm xem là mình là cái cảm xúc của em thì em có thể làm sử dụng nó và đón nhận nó như thế nào. Nhưng mà trước khi tự hỏi làm, tại vì mình cũng giống như là chị sẽ tự hỏi mình có khả năng này bây giờ phải làm gì? Không cần phải làm gì cả. Cố gắng làm gì, tại sao lại cố gắng làm cái gì với nó? Cứ sử dụng nó đi, cứ làm quen với nó thật tốt.
Vì thực ra làm quen với nó chính là đang làm quen với mình thôi, đúng không? Yêu thương nó thật tốt, yêu thương mình. Và tự khắc mọi thứ nó sẽ đến thôi. Mình không cần phải đi tìm cái gì cả. Đấy. Và có những lúc là chị cũng nghi ngờ, tự nhiên đang nói chuyện với ai đó, tự nhiên cảm nhận một cái gì đấy. Thì nhiều khi là chị tự hỏi mình nói hay không nói. Và chị bắt đầu chị thử nghiệm. Tại vì đấy là lúc đầu là những, với những người bạn mà mình cũng thân quen. Thì mình nói tôi đang cảm thấy cái này, để tôi nói xem nhá. Tôi không biết nó là cái gì mà tôi khám phá ngay cái lúc đấy. Thì sau đấy thì mình nói ra. Nhưng vì cái đó nó cũng xuất phát từ tâm của mình, chứ không phải mình nói để người ta cảm thấy wow, hay là mình nói để người ta, để thuyết phục hay mong muốn người ta làm một cái gì đó. Thì đó cũng đòi hỏi cái sự coi như là nhận thức của mình nhá, là thực sự là mình đang kết nối với cái gì, và cái những cái tổn thương của mình hay là mong đợi của mình, mong cầu của mình là gì nhá. Thì khi mình nói thực sự một cách coi như là từ tâm ấy, thì trong trải nghiệm của Dương nhá, chẳng có ai là trách Dương cả, và ai cũng cảm ơn Dương. Và Dương hiểu rằng là tại vì Dương cũng tự hỏi tại sao lúc trước gặp người ta mà Dương lại không cảm nhận cái điều đó, mà bây giờ Dương lại cảm nhận cái điều đó. Tại vì chính cái tâm của người ta, cái năng lượng của người ta, chính cái cơ thể và tiềm thức của người ta đòi hỏi Dương cảm nhận. Vì chính bản thân họ cần nghe và cần ghi nhận. Nhưng sau đó thì không có điều gì là bắt buộc cả. Có nghĩa là cái cảm xúc nó đến để mình lựa chọn mình làm gì với nó thôi. Thì mình cứ trải nghiệm theo nhiều thứ. Mình Dương sẽ có những lúc là trải nghiệm là mình cảm nhận xong mình không nói cũng chẳng sao, mà mình nói thì cũng rất tuyệt vời. Và có những lúc mình nói người ta cũng không tin, chả sao. Quan trọng ấy không phải là mình nói hay mình bộc lộ để người ta tin mình hay người ta ghi nhận mình. Nếu như mình cảm thấy điều đó thì có nghĩa đó là một cái chương trình của mình. Ok, thì không sao, thì mình lại đi chơi với nó. Và khi mà mình nói ra, Dương nói ra, đó là đầu tiên nhá, Dương biết rằng cái điều đó nó cũng liên quan đến Dương. Vì thế nên Dương nói ra để Dương nghe cho chính bản thân Dương, cho cái tần số lời nói của Dương nó tác động đến chính bản thân Dương và cơ thể của Dương. Vì thế Dương nói không phải để cho bạn, đầu tiên để Dương được nhận. Và Dương cảm nhận tất cả những gì mà Dương nói ra, những gì mà Dương nhìn thấy, và Dương làm cho nó rõ ra, làm cho nó càng thật hơn nữa. Thì cái việc mà Dương giải tỏa, khi mà Dương nói, nó sẽ càng mạnh. Càng mạnh cho Dương đầu tiên, và sau đó là cho các bạn. Vì thế cho nên là các bạn có tin hay không tin cũng chả sao, Dương cũng đang phê. Và nếu các bạn thấy là Dương dở hơi, chả muốn chơi, chơi làm gì, thì chứng tỏ là các bạn không phù hợp với Dương, thì không sao, thì bye bye, đi gặp người khác vui chơi vui hơn, đúng không? Và Dương biết rằng là mình dù thế nào, người kia có ghi nhận hay không, thì Dương cũng ghi nhận cái giá trị lớn lao của Dương đang làm, cái việc, cái món quà mà chính bản thân Dương đang trao cho Dương. Vì chính bản thân Dương nhá, trong cái ký ức của đứa bé ấy, nó có rất là nhiều thứ, nó từ cái ký ức đó nó tạo ra rất nhiều vấn đề. Và chính bản thân Dương có cái, cũng có những cái vấn đề là về cảm thấy thiếu, hoặc là sợ bị bỏ rơi, hoặc là sợ rời xa một cái thứ gì đó. Đó. Và cái đó thực sự ý, cũng rất là nhiều người có thôi. Và cái ký ức thì nó có thể là hiện diện theo một cái cách khác nhau, nhưng cái câu chuyện gốc thực ra nó vẫn như thế. Về cái phần nguyên lý đằng sau nó vẫn là như thế thôi. Dạ, em biết ơn chị. Cảm ơn em rất nhiều. Có ai có câu hỏi nào khác không? Dạ chị, là em lúc mà chị nói về cái cảm nhận của chị với mọi người á, thì em cũng lúc đó em nhớ một cái trải nghiệm của em, là nó cũng xảy ra 2-3 lần mà nó làm em nhớ, là ví dụ như cái ngày hôm đó, buổi chiều hôm đó là em đi siêu thị để mua đồ về. Thì lúc đi thì rất là bình thường, tâm trạng vui tươi lắm, nhưng tự nhiên khi đi siêu thị về xong rồi tự nhiên rất là buồn.
mình cũng không hiểu là tại sao mình buồn. Xong mình cũng suy nghĩ là trong cái quá trình đi siêu thị mua đồ mình có cái gì không mà tại sao mình buồn, thì em cũng không nghĩ ra được gì hết, nhưng mà tự nhiên cứ buồn thôi, cứ cứ buồn nguyên buổi tối vậy đó, xong rồi cái ngày mai thì lại hết, và nó cũng xảy ra khoảng 2-3 lần như vậy, thì em cũng không giải thích được tại sao. Cái đó là câu hỏi của em. Khi em nói thì tự nhiên chị cảm nhận giống như là em tiếp nhận cái cảm xúc của một người đang làm việc ở đấy và họ buồn. Ok, chào Kim Anh. Ok, chào Kim Anh. Đấy là cảm nhận của chị thôi. Và tại sao em lại tiếp nhận? Tại vì khi mà ta nhận một cái gì đó, nó không phải là một cái ngẫu nhiên. Tức là ta giống như là để mà có thể mắc câu được thì ta cần phải có cái câu để mắc. Nghĩa là trong em có một cái câu gì đấy để mà cái năng lượng này em tiếp nhận được, đúng không? Chị cảm nhận giống như là thực ra bên trong em cũng có một cái nỗi buồn mà chính nó cũng đang cần được em yêu thương và âu yếm nó. Và có lẽ là mặc dù em cũng đã có nhận thức để mà âu yếm cái nỗi buồn đó, nhưng nó cần được em yêu thương một cách vô điều kiện. Có nghĩa là nếu mà tự nhiên nó cảm thấy buồn thì hãy để nó buồn, chứ không cần phải hỏi nó một lời giải thích tại sao mày buồn. Và cứ âu yếm nó và không cần phải hỏi tại sao mày buồn, cũng không cần phải hiểu tại sao nó buồn. Hãy để cho nó chính là nó. Hãy để cho nó chính là nỗi buồn. Và nỗi buồn ta đang mong muốn được yêu thương và nhìn nhận theo một cách khác. Và chính khi em yêu thương cái nỗi buồn đó, em ghi nhận cái giá trị của nỗi buồn, cũng là sự kết nối với một sự nhạy cảm rất lớn, một tình yêu thương. Và có nghĩa rằng buồn không có nghĩa là tôi cần phải làm gì cả. Có lẽ buồn nó đến chỉ để tôi ghi nhận và đón nhận cái nỗi buồn đó thôi. Như vậy em sẽ hiểu rằng nếu như em nhìn thấy người khác buồn thì em không cần phải làm gì cả để tránh cho họ buồn. Hãy để họ chính là bản thân họ. Hãy để cho họ chính sống chính cái nỗi buồn của họ, để cho nó được đón nhận. Cũng vì trong văn hóa Việt Nam mình bảo buồn cái gì mà buồn, tao cho mày cái này mày hạnh phúc này mà mày buồn cái gì à, vô ơn. Và có nghĩa là từ đời này qua đời khác, những cái nỗi buồn nó không được bộc lộ, nó không được ghi nhận, nó không được yêu thương vô điều kiện. Nó chỉ được yêu thương có điều kiện thôi. Gia đình mày chết mày buồn là đúng rồi. Nhà mày có ai chết đâu mà mày buồn, đúng không? Vậy thì nếu như lần sau em có thấy chính bản thân mình buồn hay có thấy ai khác cũng đang buồn, hãy vui vẻ đón nhận và thấy rằng à, tuyệt vời, họ đang thể hiện nỗi buồn của mình và đây chính là cơ hội để họ có thể giải tỏa cái nỗi buồn đó mắc kẹt bên trong họ bao nhiêu lâu. Còn từ trước đến giờ tôi lại không nhận ra rằng tôi đang ngăn chặn cái nỗi buồn đấy nó được giải tỏa, thế cho nên là nó cứ kẹt thôi, thì nó cứ ra 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 cố ra, nhưng mà tôi lại đẩy nó vào, nó cố ra tôi lại đẩy nó vào, đúng không? Và bây giờ cứ để cho nó ra, và kể cả mình thấy nó ra nhiều thì cũng bình thường thôi. Tại vì nếu ta từ đời này qua đời khác và nhìn vào tất cả nỗi buồn của tất cả con người của mình thì nó cực kỳ lớn. Ngay cả một ký ức nỗi buồn mất mẹ, mất gia đình, nó lớn kinh khủng như thế nào. Và trong cái thế giới này, theo cái hiểu của chị, thì chúng ta có những thế giới song song. Và một cái cảm xúc nó là một cái năng lượng, và cái nỗi buồn trong một cái thế giới song song, hoặc là ta có thể gọi là kiếp,
của nhân vật của mình chẳng hạn, nó sống một cái cú sốc quá lớn, một cái năng lượng quá lớn, nếu mà tất cả mọi thứ nó truyền tải qua cái cơ thể của nó thì nó không thể nào mà nó chịu được, nó sẽ chết. Thì để cái năng lượng đó nó có thể được coi như là phân tán, tại vì năng lượng nó không mất đi, nó chỉ là chuyển biến chuyển hoặc là đi ra chỗ khác đúng không? Thì cùng cái khối năng lượng nó sẽ phân tán ra, tạo ra những cái thế giới khác và truyền cho những cái người trong cái thế giới khác chẳng hạn. Và tạo ra những cái vấn đề để họ buồn và họ giải tỏa và giải thoát cái buồn đó. Cái buồn đó nó vẫn đang tồn tại trong cái thế giới này và đang cần được giải tỏa, cần được thể hiện. Cho nên cái thế giới này nó khá là phức tạp so với cái đầu, cái não của chúng ta, cái ý chí của chúng ta. Ta không cần hiểu, tại vì từ một sự việc là nó liên quan đến rất là nhiều thứ. Cho nên là ta tập trung vào những gì mà ta đang cần làm. Và ta buồn thì ta cứ để nó buồn và ta khen thưởng nó, ta yêu nó. Ôi, buồn tiếp đi. Hay quá. Bạn tên là buồn mà, nếu mà bạn không buồn thì bạn đâu phải là bạn đâu, đúng không? Thế thì bạn buồn. Và những lúc đó ta có cái nhận thức là tôi đang cho cái cảm xúc mượn cái cơ thể của mình để nó được diễn chính cái vai của nó. Ok. Dạ. Cảm ơn chị. Không có gì em. Rất hay. Cảm ơn em. Được rồi. Có bạn nào có câu hỏi nào khác không? Nếu không thì Dương có một người bạn có nhắn tin và hỏi. Dương sẽ đọc cái câu trả lời. À, câu hỏi mất. Chị có thể chia sẻ thêm làm sao để làm chủ cảm xúc, sự nóng tính của bản thân và làm sao để bỏ qua việc người khác hay đánh giá và nói xấu về mình. Ok, đây là bạn Oliver Phúc đã hỏi mình cái điều này. Thì thực ra nó cũng giống như những gì mình nói lúc nãy. Đầu tiên, tại sao mình muốn làm chủ cảm xúc? Mình tin vào điều gì mà mình muốn làm chủ cảm xúc? Và một phần nữa là cảm xúc nó cũng đến để nó được bộc lộ. Vì nó có một cái thông tin cho mình mà mình chẳng thèm nhìn, chẳng thèm nghe nên nó mới đến. Và cái nữa là bạn muốn bỏ qua việc người khác hay đánh giá và nói xấu về mình. Điều này chứng tỏ là khi bạn bị người khác đánh giá hay nói xấu thì bạn có một cảm xúc, có thể đó là tổn thương. Vì tổn thương mà bạn mới tức giận vì không được ghi nhận, tức giận vì bị đánh giá, tức giận vì cảm thấy thật bất công khi mà tôi đang làm cực kỳ tốt, tôi đang luôn luôn cố gắng làm cực kỳ tốt mà tại sao bạn là ai, bạn biết gì mà bạn lại dám đánh giá tôi như vậy? Bạn có biết rằng tôi nỗ lực như thế nào không mà bạn đánh giá tôi? Bạn giỏi thế nào, bạn tốt thế nào mà bạn mới có thể đánh giá tôi? Nhưng cái điều đó có nghĩa rằng tôi vẫn đang ở trong trạng thái tốt xấu. Và tôi đang mong muốn được đánh giá tốt. Tôi đang mong muốn được ghi nhận tôi là một người tuyệt vời. Và cái đó là tôi vẫn chưa ghi nhận cái điều đó cho chính bản thân tôi. Tôi thực sự chưa kết nối với việc tôi là ai. Vì nếu như tôi nghi ngờ giá trị của tôi thì khi mà người khác nói tôi thế này thế kia thì chính là tôi đang hơi nghi ngờ và sợ người ta không ghi nhận mình. Cũng giống như các em biết rõ mình là người Việt Nam, một người Pháp nhìn vào các bạn và bảo mày là người Hàn Quốc, các bạn biết chắc chắn mình là người Việt Nam, còn cái người kia thì họ không biết gì thì họ mới nghĩ mình người Hàn Quốc. Thôi thì kệ họ, mình nói lại không, tôi là người Việt Nam, tôi biết mà. Mà họ không tin thì đó là vấn đề của họ. Nhưng từ khi nào nó lại trở thành vấn đề của bạn? Có thể khi bạn nghi ngờ chính bản thân bạn, hay có thể vì bạn rất mong muốn người kia nghĩ mình là người Việt Nam
chứ không phải người Hàn Quốc. Vì điều đó có thể đem lại một cái điều gì đó cho bạn. Bạn tin vào điều gì để mong muốn, để mong cầu cái người đó nghĩ bạn là người Việt Nam chứ không phải là người Hàn Quốc. Và cuối cùng là cái điều gì mà khiến bạn, bạn tin vào điều gì mà khiến bạn nghĩ rằng đây là một sự không an toàn nếu họ nghĩ mình là người Hàn Quốc và không biết mình là người Việt Nam. Và quay trở lại vấn đề ở đây cũng như vậy, là bạn tin vào điều gì mà có thể nghĩ rằng cái việc bạn bị đánh giá và nói xấu đó là một điều không an toàn. Và cuối cùng là khi các bạn đứng trước cái vấn đề này thì các bạn nóng giận. Tại sao? Nó giống như là trường hợp của mẹ gấu đi, đang có một đứa con, gấu con đúng không? Và tự nhiên mẹ gấu nhìn thấy, coi như là con hổ nó đến, thấy con hổ nó đang muốn ăn gấu con. Và thế là mẹ gấu gầm gừ đứng trước mặt con hổ và bảo mày đừng có đến. Và đang thể hiện sự nóng giận của nó, sự giận dữ của nó. Nếu mà mày đến mà mày làm hại gấu con của tao, mày sẽ biết là thế nào. Và tao thậm chí không để cho mày đến chạm vào cái sự an toàn của gấu con của tao. Tao đã tăng cho mày một cái, cho mày chết trước, trước khi mày giết tao, đúng không? Vậy thì thực ra sự nóng giận nó cũng có cái ích của nó. Cái sự nóng giận giúp cho ta có thể bảo vệ sự an toàn của mình, sự an toàn của người khác, và bảo vệ chính cái bản thân mình, tôn trọng chính cái bản thân mình. Khi mình cảm thấy không được tôn trọng và người ta không tôn trọng cái lãnh thổ của mình hay chính bản chất mình thì mình nóng giận, đó là điều đương nhiên. Nhưng mình nóng giận không phải là mình ghét người ta, mà mình thể hiện cái điều đó và bảo mày mà chạm vào tao sẽ làm những gì tao cần làm, vì tao tôn trọng và bản thân và yêu thương chính bản thân mình. Tôi đánh bạn không phải vì tôi ghét bạn, chỉ vì tôi đang tôn trọng tôi. Thế nhưng tất nhiên là cái này liên quan đến một ký ức. Vì bạn đó không ở đây nên Thủy Dương sẽ không thiền qua cái ký ức đó. Bạn đó nếu mà có xem lại thì có thể là tham gia một buổi khác của Thủy Dương. Nhưng quan trọng là mình kết nối lại và yêu thương lại chính cái nóng giận của mình. Nó nói lên một cái điều khác, nó nói lên một cái ký ức của một người bị tổn thương trầm trọng khi mà bị đánh giá và nói xấu. Và từ đó coi như là bị mọi người tẩy chay, cô đơn một mình. Và cảm thấy luôn bị xúc phạm, và chính vì thế nên họ luôn nóng giận. Mỗi khi không có, mỗi khi người ta không ghi nhận chính cái giá trị của mình thì người đó luôn cảm thấy nóng giận. Ok. Dương cảm ơn. Và trả lời một câu hỏi cuối cùng nha. Dương thấy có Mỹ Lan Thái hỏi là chị cho em hỏi làm thế nào để mình bớt đòi hỏi sự có ích của bản thân. Ok, cảm ơn em, câu hỏi rất hay. Vì chính chị cũng đã từng ở trong cái vấn đề này. Mình phải làm gì để mình có thể có ích hơn? Mình có thể thay đổi góc nhìn và niềm tin về sự có ích. Ta có thể coi ta có ích khi mà ta nhìn vào một cái kết quả nào đó, nhìn vào một cái tầm ảnh hưởng và một cái mong cầu nào đó của ta, thì ta mới thấy rằng à, vì cái điều này xảy ra, điều này được ghi nhận nên tôi mới có ích. Còn nếu cái điều này không xảy ra thì tôi chưa có ích. Nhưng cũng là vì ta chưa nhận thức được rằng ta không thể nào biết được tất cả tầm ảnh hưởng của ta trong thế giới này. Ngay cả từng hơi thở của ta, các bạn đâu có biết rằng có bao nhiêu là những cái con vật nhỏ nhỏ, những con vi trùng nhỏ nhỏ mà tôi đang
có tầm ảnh hưởng cực lớn đây. Các bạn đâu biết rằng ngay cả trong giây phút này tôi đang rất có ích với những con vi trùng ở bên trong bụng của tôi và tôi đang nuôi nấng nó. Và có nghĩa rằng các bạn có thể thay đổi niềm tin của mình. Tôi là món quà đẹp nhất, giá trị nhất mà tôi có thể trao cho mọi người, cho cuộc sống này. Chính sự sống của tôi, chính sự hiện diện của tôi, không cần phải làm gì cả, chính cái sự hiện diện của năng lượng của tôi ngay trong thời điểm này, đó là một món quà cực lớn, có một tầm ảnh hưởng cực lớn. Chỉ có điều là tôi chưa biết, chưa nhận ra được điều này, vì tôi chưa có cái tầm nhìn của vũ trụ và của vạn vật. Cũng giống như một con bướm hồn nhiên vỗ cánh bay, thì các bạn đâu có biết rằng cái hiệu ứng cánh bướm là nó tạo ra một cơn lốc khổng lồ ở đâu đó. Và cái cơn lốc khổng lồ đó thì nó phá hủy tất cả mọi thứ ở trong cái ngôi làng nào đó. Thế nhưng nhờ cái sự phá hủy đó, nó đã giúp ta đỡ phải mất tiền để coi như là đập vỡ tất cả những cái công trình để ta xây lại mới. Và đó chính là cơ hội để tôi xây lại mới. Và nhờ những cánh bướm đó, tạo cơn lốc đó, tạo ra cái sự phá hủy đó mà những cái điều mới nó xảy ra. Tạo ra công ăn việc làm để có người phải xây lại, đúng không? Các bạn có nhìn được cái điều đó hay không? Quan trọng là có ích hay không, đó là cái tầm nhìn của các bạn. Và chỉ khi các bạn tin tưởng rằng cuộc sống của bạn luôn có ích, thì tự nhiên các bạn sẽ không tự đặt câu hỏi đó. Nhưng tất nhiên, cái câu hỏi này nó xuất phát từ một ký ức. Và cái ký ức đó cũng kết nối với việc là mình cần phải có ích thì mới được yêu thương. Mình cần phải có ích thì mới được ghi nhận. Và có lẽ nó cũng liên quan đến một phần mình cảm thấy tội lỗi. Vì mình đã không cảm thấy đủ có ích để giải thoát, giải phóng vấn đề của một người nào đó. Cũng giống như ngay đầu tiên, với tất cả những vấn đề chung của ta, văn hóa của ta, là chính đứa con khi cảm nhận sự đau khổ của bố mẹ, cảm thấy mình vô dụng, không có ích đủ, để mà bố mẹ cảm thấy hạnh phúc. Đứa trẻ một cách vô thức tạo ra niềm tin rằng cuộc sống của tôi chưa đủ, chưa đủ tốt, chưa đủ giá trị, chưa đủ mạnh để bố mẹ hạnh phúc, để hóa giải cái nỗi đau mà bố mẹ có thể cảm nhận được. Tôi không quan trọng bằng cái vấn đề của bố mẹ. Và tôi có làm rất là nhiều thứ, mong muốn làm rất nhiều thứ, nhưng tôi không giải quyết được vấn đề của bố mẹ. Và nó cũng có thể liên quan đến ký ức rằng chính bạn là đứa trẻ chứng kiến bố mẹ đau khổ, chứng kiến bố mẹ bị hãm hại, hay có khi cả bố lẫn mẹ cãi nhau, đánh nhau, cư xử tồi tệ với nhau, và đứa trẻ đó cảm thấy mình thật vô ích vì mình không làm được gì, cảm thấy mình thật là bất lực trước hoàn cảnh đó. Và thực ra đứa bé đó tự nhiên tạo ra cho mình một niềm tin rằng mình có gánh nặng và mình có trách nhiệm với vấn đề của người kia. Mình có trách nhiệm với sự hạnh phúc của người xung quanh mình. Nhưng cái trách nhiệm đó là ảo tưởng. Cái trách nhiệm đó nó đến từ văn hóa của mình. Trách nhiệm của người con cần phải hiếu thảo. Không có gì là bắt buộc trên thế giới này cả. Chỉ có con người mình tự bắt buộc mà thôi. Và tất cả mọi thứ
cũng là sự lựa chọn mà thôi. Không phải vì con không về sống với bố mẹ mà có nghĩa là con không yêu bố mẹ. Cũng giống như không phải vì bố mẹ hay chửi con mà có nghĩa là bố mẹ không yêu thương con. Và khi ta sống trong đời này, ta làm diễn viên, ta giả vờ là có những coi như là cái sự hiếu thảo hay là có cái trách nhiệm này với người kia, nhưng đó cũng là ảo tưởng thôi để tạo ra những vấn đề này. Thật sự thì ta chẳng có trách nhiệm gì cả đâu. Ta chỉ có sự lựa chọn, ta muốn làm cái điều này. Và nếu ta làm điều này, hậu quả nó sẽ thế này. Làm điều kia thì sẽ dẫn ra điều kia. Và trong từng cuộc đời, ta học cái điều đó để ta lựa chọn thôi, so với cái điều mình mong muốn. Vì vậy, ta không cần có trách nhiệm là có ích. Và nếu ta đòi hỏi sự có ích của bản thân, là ta chưa ghi nhận thực sự là mình có ích như thế nào. Mình đem lại điều gì cho chính bản thân mình, cho chính cuộc sống này, cho chính những vi khuẩn, vi trùng xung quanh mình. Mình dù có làm gì, có muốn hay không, luôn có ảnh hưởng trong cuộc sống này. Vậy thì mỗi lần ta tự hỏi mình đang có ích đủ hay không, thì mình quay trở lại hơi thở của mình, sự sống của mình, và cảm nhận tầm ảnh hưởng của mình lớn lao như thế nào cho từng sinh vật sống trên trái đất này. Kể cả mình không nhìn thấy nó, mình vẫn có tầm ảnh hưởng. Cũng giống như tóc trên cơ thể mình tự hỏi, trời ơi, tôi không có ích. Thế thì có nghĩa là tóc nó chưa nhìn nhận ra việc là nó có ích như thế nào cho vẻ đẹp của chúng ta. Và dù có tóc hay không có tóc, chúng ta vẫn đều xinh đẹp. Ok. Chị trả lời vậy thì Mỹ Lan cảm thấy thế nào? Nếu Mỹ Lan muốn nói thì có thể nói. Ok. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn Mỹ Lan. Cảm thấy vui vẻ. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Thế thì đã 2 tiếng rưỡi. Thùy Dương là sẽ chốt lại tại đây. Trừ khi các bạn còn có một câu hỏi nào khác cực kỳ quan trọng thì Thùy Dương trả lời. Còn nếu không thì Thùy Dương cũng mong muốn là các bạn chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Và học được điều gì, nhìn nhận ra được điều gì và quyết định gì cho mình sau này. Nếu bạn nào có thể chia sẻ cho Dương. Hay các bạn đã đi ngủ hết rồi? Quyên em có thể chia sẻ được không? À, đợi chị đang nghe em. Ok. Dạ. Dạ thì đầu tiên là em cảm ơn chị rất là nhiều. Tại vì trong những cái câu chuyện ký ức của chị nói á, thì em luôn nhìn thấy em ở trong đó. Em cảm nhận được nó và em cảm thấy là em rút được cái thông điệp á, là mình phải luôn tin tưởng mình yêu thương mình thì mọi chuyện nó sẽ đều được giải quyết hết. Và khi mà tất cả mọi cái thì em nhớ là 2 cái câu mà trong cái slide đầu tiên chị có ghi á, là tất cả mọi việc á đều bắt đầu từ cái nhu cầu mà cần được an toàn với cần được yêu thương á. Thì nếu mà mình là chỗ an toàn cho mình yêu thương mình vô điều kiện thì em nghĩ là nó sẽ không có còn nhiều vấn đề xảy ra với mình nữa. Mình sẽ enjoy cái cuộc sống này. Mình biết tất cả đến đều là để giúp mình nó tốt cho cái hành trình của mình thôi. Nên là dù nó có xấu thì nó vẫn là tốt, nó cần phải xảy ra cho cái hành trình. Mình nghĩ là xấu nhưng thật ra nó không xấu. Đúng rồi. Dạ.
người em. Và em cũng có nhớ tới một cái câu mà chị nói là mọi người đều là ngay cái thời điểm hiện tại thì mình đã thành công rồi. Thì cũng giống như là nhiều người cứ nghĩ là mình phải có cái đích đến này, cái đích đến kia, nhưng mà cái thời điểm hiện tại là đích đến của mình rồi. Đúng rồi. Thì em nghĩ là vậy. Dạ, mình đúng ở đúng chỗ mà mình cần ở trong cái hành trình của mình. Ừ, rồi, hay quá. Dạ. Cảm ơn em. Thì đó là cảm nhận của em. Em rất là nhiều đã chia sẻ điều này. Và mình có thể thay đổi là phải tin tưởng nhá. Mình có thể chọn tin tưởng thôi. Và nếu mà mình tin tưởng thì điều này sẽ xảy ra. Đó là cái luật nhân quả. Còn mình không có điều gì bắt buộc cả. Cái điều rất hay ở trong cái cuộc sống của mình như là con người ấy, là ta có sự lựa chọn. Và ta lựa chọn là nếu như mà tôi làm cái điều này thì điều này xảy ra và tôi học. Đó. Thì bây giờ tôi chọn, có thể là chọn tin tưởng. À thì điều này xảy ra thì mình thấy phê thì mình sẽ tiếp tục tin tưởng. Và nếu như có những lúc mình không tin tưởng được mình thì chẳng sao. Mình sẽ học được thêm nhiều thứ nữa. Học được từ cái không tin tưởng nó là cái vấn đề gì. Nó là món quà gì? Cơ hội để mình rồi học tin tưởng hơn. Đó, tuyệt vời. Dạ. Hay quá. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Rồi có Thúy Lan là cũng comment là hôm nay em học được là tha thứ cho bản thân, yêu thương bản thân, thấy bản thân có giá trị từ sự tồn tại của nó. Tuyệt vời quá. Cảm ơn em. Chúc mừng em. Yeah. Còn Sana Võ có thể chia sẻ được không? À, sorry chị. Dạ, yeah, thì đầu tiên là em biết ơn chị cho em cái trải nghiệm này. Thực sự là những cái gì mà mọi người chia sẻ là đều có cái gì đó trong mình hết. Thực sự là như vậy. Chứ không phải là tình cờ mà mình nghe được câu chuyện này hay là cảm xúc này gì cả. Và em cảm thấy là giống như là em ghi nhận bản thân mình nhiều hơn. Em đã ghi nhận rồi, mà khi mà chị nói là ở cái cảm xúc của mình như vậy, đó là một cái tuyệt vời mà em cần phải ghi nhận. Thì mà điều đó là... thì em cảm thấy rất là... Dạ đúng rồi, chính xác. Nghĩa là mình giống như là em chợt nhớ ra là cái câu chuyện hồi sáng nay. Đó là có một cái bình nước uống, và em cảm thấy cái bình nước đó rất khó uống. Và em nói với người khác là cái bình nước này thực sự là khó uống, mà cũng không hiểu tại sao nó là như vậy. Thì nhưng mà mọi người lại không có cảm nhận như em, bảo là uống em uống nước bình thường mà chị. Rồi sau đó hồi cái lúc mà trưa thì cái lúc buổi trưa thì họ thay bình nước và đưa một bình nước mới vào, thì em bảo là cái nước này nó mới giống cái chai nước mà đi ăn trưa uống nè. Còn cái thực sự cái bình nước hồi sáng là hoàn toàn nó bị một cái điều gì đó mà rất rất là khó uống. Nên là nguyên cái buổi sáng là em thậm chí là hơi bị đày đọa bản thân mình chút xíu, nghĩa là uống chút xíu nước à, tại vì nó quá khó uống đi. Và cái cô bé đó thì có nói là em nghĩ là chị rất rất là nhạy cảm, chị dễ cảm nhận được á. Thì em liên kết với lại cái vấn đề này, nghĩa là mình có sự cảm nhận sâu mà mình không. Lúc đầu em cứ nghĩ là em bị cảm nhận sai. Cái nước người ta uống bình thường, bao nhiêu người uống, mọi người là 300+ người đó, họ vẫn uống bình thường, tại sao mình uống không được? Thì ok, em rất là bây giờ thì ok, em sẽ tôn trọng cái cảm xúc của mình, cái cảm nhận của mình, bởi vì nó đúng với em. Và có thể là nhiều người họ chưa có nhận ra sâu bằng em thôi. Rồi, hay quá. Và làm những cái cảm nhận của mình nó luôn đúng so với mình, vì mình nhận đúng không? Dạ đúng. Giống như là chúng ta đều khác nhau đó. Ví dụ như là con bò và con hổ nó đều ăn, nhưng mà con hổ mà nó ăn giống con bò thì nó cảm thấy ôi sao ghê kiểu gì, nhưng mà con bò mà nó ăn cỏ thì nó bình thường mà có gì đâu, đúng không? Dạ đúng. Thế thì mình cứ tôn trọng cái cảm xúc của mình và tin tưởng vào nó. Chừng nào em tin tưởng thì cái lúc đấy là mọi thứ nó luôn đúng. Và chừng nào em bỏ cái câu hỏi là cái này, điều này nó đúng hay sai, thì tự nhiên tất cả những gì em làm đều đúng hết. Đó. Thì lúc mà chị chơi ý, chị cũng chả biết là cái chị cảm nhận nó đúng hay sai, cứ nói đại vui mà có gì đâu, chị chơi với bạn mà. Thì tự nhiên những lúc đấy chị không có cái mong cầu, cái ý chí của chị nó không dình, và nó xem là mình đang nói đúng hay sai đấy.
suy nghĩ kỹ, bảo mày muốn làm gì này, kệ tao đi ngủ tao đi chơi có vấn đề gì đâu mà mày nói đúng cũng được, nói sai cũng chả sao, đâu có chết đâu, mày vẫn được an toàn mà, đúng không? Vì cái ý chí của mình là nó luôn muốn được an toàn và nó đang bảo vệ mình, cho nên mình cảm ơn nó. Đó, thì cái lúc mà chị chơi như vậy thì lúc đấy thì nó, mọi thứ nó rất là trôi chảy và nó rất là đúng. Cũng giống như một đứa trẻ, nó hồn nhiên nó chơi. Đó, thì thực sự là nó cũng sẽ rất là giỏi trong một cái gì đó. Đấy. Còn chính cái lúc mà ta bắt đầu ta mong đợi là cái kết quả như thế nào, thì lúc đó nó sẽ không lắng nghe bản thân mình nữa. Nó sẽ lắng nghe cái ý chí của nó phải làm như thế nào để mọi người công nhận. Đó. Nhưng thực sự nhá, cái mà giúp cái ý chí của chị lắng nghe cái cơ thể của chị và cái gọi là trực giác của chị là khi chị biết rằng là cơ thể của mình, tất cả các tế bào các thứ nhá, cả cơ thể nhá, chứ không phải là não, là nó tiếp nhận khoảng hơn 10 tỷ bit thông tin trên một giây. Và cái óc của mình ý, cái não của mình để phân tích thôi chỉ là 16 bit thông tin trên một giây. Có thể cô Hoa ta đang nói là 200 hay thế nào đấy, không sao, 2 triệu. Ừ, 2 triệu đấy. Nhưng mà nói chung là mình biết rằng là nó sẽ rất là ít so với cái mà mình có thể tiếp nhận được. Và nhiều khi mình tiếp nhận nhanh hơn là cái đầu của mình, đúng không? Vì cái đầu của mình thì nó cần phải biết trước này, đã phải học này, đã phải so sánh này, đã phải qua nhận thức này, đã phải qua rất là nhiều thứ thì nó mới lựa qua được cái đầu. Mà nếu có quá nhiều thông tin thì nó cũng không thể nào mà nó phân tích được. Thế thì chi bằng là mình cảm cái trực giác. Vì cái trực giác là mình tự nhiên mình cảm thấy một cái gì đấy trong cơ thể mình và nó nói lên một cái thông tin gì đó. Mình tin tưởng vào điều đó và mình sẽ hiểu sao. Cái sự hiểu biết nó tự khắc nó sẽ đến cái lúc mà mình cần. Yes. Ok. Vâng, cảm ơn chị. Yes, siêu nhân Sana Võ. Hay quá. Cảm ơn em. Hãy tiếp tục phát huy. Yes. Ừ, chị Kim Quyên không biết còn ở đây không nhỉ? Lúc nãy nói. Ừ. Còn không, những người. Sao rồi chị? Ừ. À, chị có chia sẻ gì không chị? À, chắc là không Dương ơi. Ok. Ok rồi. Thế thì mình xin phép là kết thúc tại đây nhá. Ừ. Để mình xem là có những buổi khác nào không thì mình cũng thấy rất hay, hoặc là mình cũng đang xem để mở lớp á. Đó, để mọi người coi như là tự luyện ấy và phát triển cái kỹ năng này của mình. Ok. Thế thì cảm ơn mọi người luôn ủng hộ. Yes. Yay mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Mỹ Lan. Rồi, có gì mình gửi thông tin tài khoản trên Zalo và mọi người muốn giao hạt thì giao hạt cho mình nhé. Ok. Bye bye mọi người. Bye bye. Chào.